Chuyện hay bã S xin chào các bạn. Hôm nay Trung Hạ xin gửi tới các bạn tập cuối bộ truyện mới của tác giả Tường Phi Đỏ. Đoạn kết câu chuyện hôn nhân của Thảo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm giờ em ở nhà mẹ thế nào? Bình thường. Em vẫn giận anh sao? Hôm giờ em vẫn chưa suy nghĩ thông suốt. Đừng nói với anh, em vẫn giữ ý định ly hôn. Tôi im lặng trước câu hỏi của chồng tôi. Thấy vậy anh không vui nói. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm Chẳng lẽ chút tin tưởng anh em cũng không có Anh thừa nhận lúc anh trở về Anh có cảm giác rung động Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ đó Không hơn không kém Xin em hãy tin tưởng anh Bao năm bên anh Anh biết em đã chịu thiệt nhiều Nên dù không nói ra Nhưng trong lòng anh rất thương em Lần đầu tiên chồng tôi nói ra lòng mình Khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng Có phải lúc sắp mất đi Con người ta mới biết trân trọng Anh nói nhiều như thế nhưng tôi vẫn không để tâm chỉ ngạc nhiên một lúc rồi cảm xúc ấy cũng nhanh chóng qua đi anh nói oanh sắp trở về úc rồi nên em không phải lo nghĩ nhiều về chuyện của anh và cô ấy nếu đàn ông đã có bản tính trăng hoa thì không có chị ta thì cũng sẽ là một người khác tôi vốn đã cạn niềm tin chẳng nhiều sao lần này tôi lại dứt khoát đến vậy có lẽ sau tất cả tôi nhận ra chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình chỉ có bản thân mình mới không bao giờ phản bội mình tôi thở ơ đáp thì sao anh nói với em những lời này làm gì anh chỉ muốn em yên tâm về anh không muốn em suy nghĩ linh tinh em biết rồi xe vừa đỗ trước nhà thì mẹ chồng tôi vừa sang cả tuần nay không được gặp gấu bà nhớ thằng bé nên tôi vừa bước xuống bà đã dành thằng bé trên tay tôi ôm hôn lấy hôn để ôi thằng cháu nội yêu của bà đi mất cả tuần làm bà nhớ chết đi được Thấy cảnh này tôi cũng ấm lòng Mẹ chồng tôi nói Tôi bế cháu sang nhà Này nghe nó về tôi có nấu nổi cháo bổ câu Để nó chơi với tôi Cô vào mà dọn dẹp nhà cửa Ớm ừ, đi cả tuần Chắc nhà đóng cả lớp bằng nhện rồi đấy Nói xong bà bê gấu ngoe nguội đi Chồng tôi giúp tôi mang vali vào trong nhà Xong anh nói Anh phải đến công ty gấp Anh nấu giúp cho em rồi đấy Em lên phòng, nằm nghỉ cho khỏe Khi nào đói thì dậy hâm nóng mà ăn Nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ Mẹ nói gì thì mặc mẹ đi Thôi anh đi nhá Nói rồi còn làm động tác hôn lên chán tôi Thật từ sau lần vừa rồi Tôi thấy chồng tôi thay đổi hẳn Anh bắt đầu dành cho tôi những cử chỉ Hành động lãng mạn Tôi không quen với điều này cho lắm Thật thì hôm giờ tôi cũng mệt mỏi Nên vừa lên đến phòng Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay Lúc tôi tỉnh lại Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều Vậy tính ra tôi ngủ gần 5 tiếng đồng hồ. Nhìn vào điện thoại, tôi thấy có tin nhắn trở từ Maxinger. Mở ra, tôi thấy là một tài khoản ảo nhắn cho tôi với nội dung. Chồng cô chẳng phải loại tốt đẹp gì. Anh ta đã ăn nằm với biết bao cô gái. Cô đừng ngu ngốc mà tin tưởng mù quáng. Tôi có bằng chứng anh ta lên mạng tìm gái. Mà đúng lão chồng cô rất tinh danh. Chỉ chăn rau sạch như mấy em sinh viên, hot girl thôi. Lần đầu tiên tôi nhận tin nhắn kiểu như thế này Tôi dám khẳng định Họ chỉ đang phá tôi Tôi không tin tưởng chồng tôi tuyệt đối Nhưng tôi dám chắc Anh không phải loại người như thế Tôi nhắn lại Vậy phiền cô giúp tôi Gửi qua đây bằng chứng mà cô nói Để tôi còn có cái mà chất vấn anh ấy Tin nhắn báo đã đọc Nhưng rất lâu Vẫn không có cái gọi là bằng chứng gửi qua Tôi nhức miệng cười Và thừa biết ai đang dở trò mèo với tôi Tính ăn không được lại phá cho hôi đi mà Chị ta càng làm như thế Tôi lại càng khinh thường hơn mà thôi Một lúc sau thì chồng tôi về Anh cầm trên tay bó hoa hồng rực rỡ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu Tôi ngớ người bảo Anh hâm mà Sinh nhật em qua từ tháng trước rồi cơ mà Anh cốc yêu vào đầu tôi Đấy chỉ là trên giấy tờ thôi Còn thực tế hôm nay mới là sinh nhật em Tôi cũng quên bẵng đi mất Trước giờ cứ căn cứ vào giấy tờ Mà tôi quên mất sinh nhật thật của tôi Tôi chỉ nói một lần lúc mới cưới Không ngờ chồng tôi vẫn nhớ Chả trách những lần trước vào ngày này Anh chúc sinh nhật tôi Tôi lại mắng anh là nhớ nhầm ngày sinh của cô nào Anh chỉ cười mà không giải thích thêm Rồi chồng tôi lấy trong túi áo ra một hộp trang sức Anh mở ra lấy sợi dây chuyền bạch kim Đeo lên cổ tôi Món quà này tôi rất thích Theo bản năng tôi ôm chồng tôi Hôn lên má của anh Cảm ơn anh, sợi dây đẹp quá. Em thích không? Dạ. Miễn em thích là được. Rồi chồng tôi vòng tay ghi lấy eo tôi, anh cúi xuống hôn nhẹ môi tôi thì thầm, anh nhớ vợ. Lời nói phả vào tai tôi, nghe vô cùng dụ hoặc, hơi thở anh nóng rực, kèm theo một dục vọng mãnh liệt. Tiếp theo đó, tôi cũng theo bản năng một cách nguyên thủy nhất mà tiếp đón anh nồng nhiệt không kém. Sau trận kích tình trôi qua, Chồng tôi bế tôi vào nhà tắm Anh tìm mì tắm cho tôi Giây phút mà tôi quyết định buông tay Cũng là lúc anh cho tôi cảm giác yêu thương Mà trước giờ tôi chưa từng có Em suy nghĩ gì vậy? Không có Nói dối Em không nói dối Còn nói không Mỗi lần nói dối tay em sẽ đỏ lên Tôi ngạn ngùng Cục mặt vào vai chồng tôi thỏ thẻ Em chỉ sợ mọi thứ diễn ra như giấc mơ Tự nhiên anh đối xử với em ngọt ngào đến lạ. Điều mà từ trước đến nay anh chưa từng thể hiện ra. Ngốc, anh vốn là người khô khan, không giỏi thể hiện, nhưng anh thương em là thật, em đừng suy nghĩ linh tinh. Thôi, đi vào thay đồ, anh chờ mẹ con đi ăn nhà hàng. Lâu rồi vợ chồng mình chưa đi ăn cùng nhau. Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi nên thay đổi bản thân, thay đổi cách nghĩ của mình. Tôi nên ra ngoài nhiều hơn, chứ không thể mãi quẩn quanh nơi xó nhà được đến lúc chuẩn bị đâu đó xong xuôi, thì bất ngờ chồng tôi nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong thái độ của anh rất lạ, anh nói với tôi, um, anh xin lỗi, không thể đưa mẹ con em ra ngoài ăn tối được. Phía bên đối tác công ty anh vừa xảy ra chuyện, bây giờ anh phải đi gặp họ ngay. lâu lắm rồi gia đình tôi không cùng nhau ra ngoài. Thật lòng tôi rất mong chờ hôm nay, cả gia đình tôi sẽ vui vẻ bên nhau. Tuy thất vọng, nhưng tôi là người hiểu chuyện, tôi gật đầu nói. Uhm, không sao anh cứ đi giải quyết công việc đi lúc nào có thời gian thì mình đi cũng được chồng tôi nhìn tôi tỏ vẻ áy náy nhưng anh cũng không thể làm gì hơn anh xoa đầu sóc nói với con bé uhm, bố xin lỗi sóc lần sau bố sẽ bù cho con nhé sóc gật đầu thưa vâng với bố sau đó anh nhanh chóng vội đi để lại tôi với một cảm giác chóng vánh tôi định xuống bếp nấu tạm gì đó cho bọn trẻ ăn thì sóc nói với tôi mẹ chở con với em ra ngoài ăn gà rán được không ạ? nhưng gà rán không no, không có chất con à? dạ không sao, lúc nào về mẹ mua bịch vở bò về ăn thêm ạ. À. thấy con bé lâu mới vòi vĩnh nên tôi đồng ý. chờ bọn trẻ đi cây FC, vừa gửi xe đi ra thì tôi gặp phúc, anh ta thấy tôi đi với bọn trẻ thì liền hỏi, ừ, cô dẫn bọn trẻ đi ăn à? à vâng, anh cũng thế ạ. À? Còn bé sóc nhà tôi nhanh chóng gật đầu chào Phúc Anh ta nắp lại con bé Bằng cái xoa đầu ấm áp Lúc này tôi mới để ý Bên cạnh anh ta đang dắt tay một cậu nhóc chặt tuổi bé sóc nhà tôi Thằng bé cũng lễ phép khoanh tay chào tôi Tôi mỉm cười khen thằng bé sỏi Phúc bảo Cháu tôi Nay nó cứ nặng nặc Đòi tôi trở đi ăn gà rán Cô không phiền nếu chúng ta đi cùng chứ Tôi định từ chối Nhưng lúc này sóc lại bảo Huy, cậu cũng đi ăn gà rán à? Huy là tên cậu nhóc đi cùng phúc. Tôi hỏi con gái. Con quen bạn nhỏ này à? Vâng ạ, bạn ấy học cùng lớp con. Nghe thế phúc cười bảo. Ôi hóa ra là bọn trẻ là bạn học của nhau. Vậy chúng ta đi cùng nhé. Tôi cũng không tiện từ chối nên đành đi chung. Đến, đến nơi gọi cho bọn trẻ hai phần gà rán. Nhìn bọn trẻ ăn uống, trò chuyện vui vẻ, tôi bất giác mỉm cười quên luôn chuyện buồn với chồng tôi lúc nãy. Bất chợt Phúc hỏi tôi. Cô ổn chứ? Anh nhìn tôi không ổn sao? Anh ta cười nhẹ đáp. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Dù cho cô có thể hiện niềm vui trên mặt, nhưng đôi mắt cô không giấu được nỗi buồn. Anh nên chuyển sang làm nhà tâm lý học thay vì làm luật sư. Cảm ơn anh, tôi ổn. Ừ, dạo này việc kinh doanh của cô thế nào? Tôi nghỉ cả tuần nay rồi, qua tuần tôi mới bán lại Ừ Sau tiếp vài câu Tôi và anh ta cũng không tìm ra chủ đề để nói chuyện tiếp Chúng tôi lại trở về trạng thái im lặng Nhìn bọn trẻ luyên thuyên với nhau Đợi bọn trẻ ăn uống xong xuôi Phúc chủ động đứng lên thanh toán Nhưng tôi không thích Tôi bảo với anh ta um, Cảm ơn anh Nhưng phần của tôi để tôi tự trả Cô khách sáo quá Cô quên cô còn nợ tôi một bữa ăn hay sao Xem như phần hôm nay Tôi sẽ tính vào bữa ăn lần sau tôi cười chừa đáp ừ dạ vâng thế tùy anh cũng muộn rồi tôi đưa bọn trẻ về trước nhé xuống chỗ lấy xe lúc đang chạy trên đường sắp ngồi sau bảo với tôi mẹ con vừa thấy bố chở cô nào chạy ngang nghe con nói thế tay tôi như ủ đi tôi xin nhàn xe tấp vào lề đường quay sang hỏi con con thấy lúc nào hả sóc dạ lúc vừa đi ra khỏi cây ép xí mẹ con có nhìn rõ không vậy con nhìn rõ ràng mà con bé cũng đang tuổi nhạy cảm nên tôi không muốn con gái tôi suy nghĩ không tốt về bố của nó dù trong lòng tôi đang dậy sóng nhưng tôi vẫn cố trấn an con bé ừ, con nhìn nhầm rồi lúc trong quán mẹ gọi bố bố vẫn đang làm việc với đối tác đấy con ạ à. con bé dường như đang hoài nghi lời tôi nói tuy lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đồng ý vâng chắc con nhìn nhầm người giống người mẹ nhỉ Ừ, về nhanh thôi con. Em gấu ngủ gật rồi này. Vâng ạ. À. Về đến nhà, sau khi cho các con ngủ say, tôi về phòng gọi cho chồng tôi. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm, nhưng anh vẫn chưa về. Gọi xong cuộc thứ hai thì thuê bao. Trong tôi dấy lên nhiều hoài nghi. Chẳng lẽ những lời chồng tôi nói với tôi, tất cả chỉ là dối trá? Niềm tin trong tôi cũng vơi dần theo những suy nghĩ tiêu cực. Một khi người ta đã muốn thì tôi có giữ cũng không được. Tôi dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu sang một bên. Tại sao cứ phải bận lòng vì người không đáng? Tôi nhủ thầm, nếu lần này anh không cho tôi một câu giải thích chính đáng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Đi tắm rửa cho sảng khoái, khi lên giường tôi vào Facebook xem thì thấy có tin nhắn chờ. Ấn vào xem thì đó là tin nhắn của Phúc. Nội dung anh ta nhắn đơn giản: dạo này công việc của cô thế nào hôm giờ thấy cô nghỉ bên kia họ có lô hàng quảng châu đẹp lắm mà rẻ nữa cô cần muốn lấy không tôi giới thiệu cho lô hàng quảng châu lần trước nhập đã hết sạch tôi đang tìm thêm nguồn hàng vì kho xỉ nơi tôi lấy họ cũng đang khan hiếm nghe phúc nói thế tôi như bắt được vàng nói thật kinh doanh quần áo online thì vô số người bán nhưng tìm được chỗ vừa rẻ chất lượng lại uy tín thì rất khó Nghe Phúc nói thế, tôi như mở cờ trong bụng. Tôi nhắn lại anh ta. Vậy sao? Tôi cũng đang tìm nguồn hàng Quảng Châu, mà đợt này hải quan hơi cắt nên khó quá. Cảm ơn anh, anh giúp đỡ tôi nhiều quá. Thấy anh ta hoạt động 35 phút trước. Tôi nhắn vậy thôi, chứ không mong anh ta nhắn lại ngay. Vì anh ta chăm công nghìn việc, thời gian đâu mà để ý tin nhắn của tôi. Nhưng không, tin nhắn vừa gửi, thì anh ta liền trả lời. Cô dành thì mai tôi dẫn sang bên đấy giới thiệu cho Mà là chủ nhật tôi hơi bận một chút Nhưng mà anh ta chắc không rảnh rỗi hơn tôi Tôi biết thời gian của những người như anh ta Rất quý báu Nên tôi sắp xếp trong đầu mọi thứ Rồi trả lời Nếu được phiền anh 14 giờ ngày mai nhé Số điện thoại của tôi Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều Thôi quê rồi tôi không phiền anh nữa Chúc anh ngủ ngon Tạm biệt Cô ngủ ngon Mai gặp Tôi không trả lời mà thả tim vào tin nhắn của anh ta. Bây giờ cũng gần 12 giờ đêm. Lúc này tôi nghe thấy tiếng xe của chồng tôi vừa về. Tôi không ra mở cửa như mọi khi mà ngồi in trên giường đợi. Sau khi vào phòng, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, thấy tôi vẫn còn thức, chồng tôi giật mình hỏi. Em không ngủ đi, sao còn đợi anh? Tôi ngửi được mùi rượu trên người chồng tôi, phảng phất mùi nước hoa nữ thanh khiết. Nhớ đến lời sắp nói với tôi, tôi muốn hỏi chồng tôi cho rõ ràng nhưng chợt nhận ra dù có nói gì thì chắc gì chồng tôi đã nhận tôi cắn răng chịu đựng quyết cơn giận vào trong tôi nằm xuống giường thờ ơ đáp em vừa thêm thiếp ngủ thì gặp ác mộng anh mới về à lúc nãy em gọi anh không được tôi không trả hỏi chồng đi đâu làm gì giờ này mới về mà kéo hỏi anh sao tôi gọi anh không nghe máy dường như có sự chuẩn bị trước chồng tôi chỉ điện thoại ra màn hình tối đen anh cười bảo điện thoại anh hết pin anh xin lỗi hôm nay gặp đối tác nhiệt tình quá nên anh về muộn thôi em ngủ tiếp đi anh vào tắm sơ qua xem lại vài cái hợp đồng giữa anh ngủ vâng thì lát anh ngủ sớm em ngủ trước nhé chồng tôi đi đến hôn lên chán tôi sau đó rời đi cánh cửa vừa đóng lại tôi ra sức lau chùi chỗ anh vừa hôn một cách đầy ghét bỏ tôi tưởng tượng ra cách mà chồng tôi hôn chị ta cũng âu yếm dịu dàng như thế. Tôi nổi cả gai ốc và thấy kinh tởm. Tôi cũng mệt mỏi nên nằm xuống ngủ luôn. Đợi nhủ chẳng phải bận lòng làm gì cho mệt xác. Trưa hôm sau như đã hẹn với Phúc, tôi đến quán cà phê thì anh ta đã đợi sẵn. Bên cạnh là một chị gái chặt tuổi với anh ta. Tôi lịch sự ở chào hai người rồi ngồi xuống ngồi đối diện. Phúc kéo menu đưa cho tôi. Em muốn gì thì gọi đi. Cho em đi nước ép dâu đi. Ừ, Giới thiệu với em đây là Vi Người mà anh nói với em tối qua Chị tên Vi mỉm cười với tôi Chào em, chị tên Vi Dạ, em chào chị Em tên Thảo Ừ, chị nghe anh Phúc nói Em đang tìm nguồn hàng Quảng Châu Chị em mình nói chuyện, chị cho em xem hàng Được thì uống nước xong Chị dẫn sang bên kho bên chị để em tham khảo nhé Vâng, được vậy thì tốt quá ạ à. Ừ Chỗ quen biết của anh Phúc giới thiệu Chị mới để cho em chứ cùng là dân kinh doanh em cũng biết nguồn hàng quảng châu đang hot mà khan hiếm nữa khách xỉ nhà chị muốn ôm hết mà chị nghe anh phúc mới để cho em nè vâng ạ à, em cảm ơn chị đã ưu tiên cho em cảm ơn gì chứ tuy chưa gặp em nhưng qua cách anh phúc kể thấy em nhiệt tình nên chị quý em cảm ơn anh phúc cảm ơn chị vi hai người tốt với em quá vi cười bảo chị bán cho em mà chứ có phải cho đâu mà em cứ cảm ơn chị ngại Thuận mua vừa bán mà em Vâng Nhưng em vẫn phải cảm ơn chị Vì đã cho em cơ hội nhập lô hàng khan hiếm này Hai chị em cứ cảm ơn qua lại hoài Mà anh nói thật Chỗ vi đây uy tín lắm Nên anh mới giới thiệu cho em Vì kinh doanh lâu rồi nên Thảo xem hàng ok Thì hai người hợp tác lâu dài với nhau nhé Giờ anh có việc ở trên công ty Anh về trước nhé Vì nói Vâng anh về trước đi Chị em em cũng sang kho luôn Ừ bye hai chị em tôi gật đầu chào phúc sau khi anh ta đi vi hỏi tôi em biết anh phúc lâu chưa tôi thật tình đáp mới đây thôi à anh ấy là bạn của em chồng em em có chồng rồi à vâng ạ em thấy anh phúc là người thế nào tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay tốt ạ à? tôi thấy chị phi cười buồn không biết bọn họ có quan hệ gì nhưng tôi thấy cách chị phi nhìn phúc có cái gì đó rất lạ nhưng tôi không muốn can thiệp vào chuyện của người khác Vì lặp lại câu trả lời của tôi rất nhỏ Tốt sao? Tôi không nghe rõ nên hỏi lại Chị nói gì cơ? À không có gì Chị em mình qua kho luôn nhé Vâng gần đây không chị? Không xa lắm đâu em Đi khoảng 10 phút là tới Vâng thế mình thanh toán rồi đi luôn chị nhé Ừ Phục vụ cho biết Bàn chúng tôi đã được thanh toán rồi Tôi thầm nghĩ người đàn ông này khá là chu đáo. Tôi theo chân chị Phi đến kho hàng. Nơi đây cách chỗ tôi ở, khoảng hơn 30 phút đi xe máy. Trước tôi cũng tìm nguồn hàng gần nhà, nhưng không biết tới nơi này. Tôi hỏi chị Phi. Chị mới về đây hả? Sao em không biết chỗ chị? Chị mới mở thêm kho hàng ở đây. Chị định mở thêm xưởng may gia công mà chưa tìm được người quản lý. Tại chị cũng không thường xuyên có mặt ở đây. Chị về cũng hơn tháng nay thôi. Chủ yếu là chị kinh doanh ở Sài Gòn nhiều Vậy à chị Hèn gì lúc trước em có đi ngang chỗ này Nhưng trước thấy đăng biển cho thuê kho Ừ em vào xem nhé Thông cảm hàng hóa nhiều Nên có hơi lộn xộn Không sao ạ à? Theo hướng dẫn của chị Vi Tôi tham khảo một vòng xung quanh xưởng Xong xuôi chúng tôi vào bàn việc với nhau Chị Vi nói Theo như anh Phúc nói Thì chỗ quen biết Chị cũng giảm cho em một khoảng nhất định rồi Em xem lại hợp đồng Rồi em xem giá như thế có được không chị đưa bản hợp đồng đến trước mặt tôi nhìn qua các điều khoản đặc biệt nhìn đến khoản tiền chị bán cho tôi nguồn hàng này tôi thấy khá rẻ so với chỗ lần trước thu nhập hơn nữa bên chị vi cũng hợp đầm đàng hoàng nên tôi rất hài lòng với cách làm việc của chị tôi nói vâng em xem kỹ rồi nếu chị không có gì sửa đổi thì hôm nay em lấy hàng luôn ạ à? ừ em thấy có chỗ nào muốn sửa đổi hay là không hài lòng thì cứ nói chị em mình sẽ bàn bạc lại không ạ à, thế thì chốt nhé vâng em cảm ơn chị đã ưu tiên cho em hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ ạ à? em cho chị địa chỉ nhà chị sẽ cho người giao hàng qua chị có cho em gửi lại đây em lấy trước về một ít được không chị sao thế hả em sợ chị ấy nghĩ tôi chỉ lấy một ít về bán nên tôi nói em vẫn chuyển cho chị đủ số tiền mà em mua hàng chỉ là em gửi nhờ chị vài hôm thôi ạ à? ừ em cứ để đấy dù sao kho cũng rộng rãi mà. Vâng, thế em cảm ơn chị nhiều. Không có gì, em cứ khách sáo. Thế thôi em về chị nhé. Sau khi chị Vi cho nhân viên đóng hàng cẩn thận vào thùng cho tôi, tôi cột thùng hàng phía sau xe, chào tạm biệt chị và mọi người tôi về. Đi một đoạn thì tôi có điện thoại, đắp xe vào dưới hàng cây bằng lăng phía trước, tôi nhận cuộc gọi. Yến gọi cho tôi hỏi thăm tình hình các kiểu. Vô tình tôi nhìn về ngôi nhà đối diện, Tôi như không tin vào mắt mình Suýt nữa tôi đánh rơi cả điện thoại Hình ảnh đôi nam nữ quân lấy dịu nhau vào nhà Vô cùng chói mắt Dưới cái nắng sắp ngả về chiều Trong tôi lúc này chỉ có duy nhất hai từ Đó là trống rỗng Sau vài phút thất thần như người trên mây Tôi mới định thần lại Nhịp tim đánh trống liên hồi Tôi lấy điện thoại ra gọi Sau cuộc gọi thứ hai Chồng tôi mới nhấc máy Anh đang bận họp Có gì nói sau nhé Họp Tôi trả lời duy nhất một từ Khiến chồng tôi khó chịu Anh đáp Em sao vậy? Ngay cả công việc của anh Em cũng muốn can thiệp vào sao? Thôi, anh cúp máy đây Không đợi tôi phản ứng Chồng tôi đã tắt ngang cuộc gọi Tôi đã không còn trông chờ điều gì nữa Tôi gửi tin nhắn qua Messenger cho chồng tôi Sau đó phóng xe về nhà Khoảng 45 phút sau Thì chồng tôi mới về tới Cơ mặt không giống được vẻ hốt hoảng Anh hỏi tôi Em cho người theo dõi anh sao? Tôi nhếch môi, khinh thường đáp. Anh nghĩ tôi rảnh để đi làm những trò mèo đó à? Vậy em nói đi, tấm hình em gửi cho anh là thế nào? Anh Tú, anh hỏi câu này không thấy được cười sao? Đáng lẽ ra anh mới là người nên giải thích rõ ràng với tôi về bức hình này. Không phải anh về đây để lên giọng chất vấn tôi. Anh... Sao nào? Anh không nói được chứ gì? Vậy được rồi, để tôi nói sau bao lần tha thứ cho anh tôi đã quá ngắn ngẩm với lời hứa của anh rồi hiện tại lời hứa của anh với tôi không đáng một xu tôi nghĩ đến lúc tôi nên giải thoát cho anh để anh công khai danh chính ngôn thuận về bên tình cũ em đừng ăn nói linh tinh anh nói rồi tuyệt đối anh sẽ không bao giờ ly hôn đâu em đừng mơ anh ích kỷ vừa thôi đàn ông các anh đúng là một lũ tham lam vừa muốn có vợ lại vừa muốn nuôi thêm nhân tình anh nghĩ anh còn có tư cách để áp đặt không cho tôi ly hôn sao? Để tôi nói cho anh biết, chính cái sóc cũng đã nhìn thấy bố nó ốm ấp tình tứ chờ người phụ nữ khác mà không phải là mẹ nó ngồi sau. Còn nó đang độ tuổi mới lớn, rất là nhạy cảm. Anh nghĩ sao khi để con biết anh là người bố tôi? Chồng tôi cứng miệng, không biết nói gì. Tôi tiếp lời. Anh Tú này, tôi bên anh cũng đã vòn vẹn hơn 10 năm rồi. Tôi thừa nhận anh đối tốt với mẹ con tôi. Nhưng anh không cần phải gượng ép Hiện tại người trong lòng anh đã trở về Tôi cũng nên trả lại vị trí này cho chị ta Anh xem tôi nói có đúng không Đơn tôi cũng đã ký rồi Anh không ký thì tôi sẽ đơn phương ra tòa Hy vọng chúng ta chia tay trong hòa bình Đừng ngồn nào không hay Dứt lời tôi kéo Phan ly rời khỏi nhà Trước sự ngỡ ngàng của anh ta Không phải tôi không muốn giữ anh Mà tôi không giữ được trái tim một người Khi họ đã không còn đặt tôi vào trong tim nữa Tôi không cao thượng Để chúc anh hạnh phúc Nhưng tôi nghĩ không nên ôm muộn phiền vào lòng khi tôi không còn quan trọng với anh tự khắc tôi sẽ rời đi có lẽ anh muốn tôi được yên tĩnh nên anh không muốn phiền đến tôi nhưng có một cuộc gọi mà tôi không mong muốn là oanh chị ta muốn gặp tôi để nói chuyện ừ thì chị ta thích thì tôi chiều để xem chị ta muốn gì hai giờ chiều tôi đến quán cà phê như đã hẹn thấy tôi chị ta vẫy tay gọi thảo đây này Tôi đi đến Lịch sự nhẹ gật đầu với chị ta Ngồi xuống đối diện chị ta nói Em muốn gì gọi đi Tôi gọi ly cam vắt Sau đó đi thẳng vào vấn đề Chị hẹn tôi ra đây Chắc không có gì ngoài việc liên quan đến chồng tôi Tôi nhấn mạnh hai chữ chồng tôi Để chị ta biết Chị ta chỉ là một kẻ thứ ba Không danh phận Cái thứ gọi là tiểu tam Thì muôn đời Chỉ chịu sự phỉ bán của miệng đời Nghe tôi nói thế, chị ta cười nhẹ, đưa mắt nhìn tôi bảo. Không phải em nên gọi là chồng cũ hay sao? Chồng cũ? Tôi bật cười trước câu nói của chị ta. Thấy tôi cười mỉa mai, chị ta khó chịu bảo. Chẳng phải sớm muộn gì cũng đi hôn sao? Đúng, với loại người đàn ông lăng nhăng, tôi đây biếu không cho chị. Nhưng cho dù thế nào, thì chẳng phải anh ta, tôi đã từng dùng qua. Chán chê tôi thải ra cho chị. Không nghĩ một người xinh đẹp thông minh như chị lại là loại động vật nhai lại. Ăn cũng tạp đấy chứ. Lời tôi nói khiến chị ta thức run người. Chị nghiến răng phản bác. Cô, cô... Thì sao? Tôi nói không đúng à? Chị có ăn có học, cũng được gắn cái mác du học nước ngoài. Nhưng hành xử còn thua một người ăn xin. Mà thôi, tôi nói nhiều với loại người như chị, chả được gì. Chồng tôi chị thích, thì cứ rước về mà thờ nhá. Tôi đây biếu không cho chị. Tôi bận rồi, không có việc gì thì tôi đi trước. Tôi nói cho đã cái nư, rồi tôi ngồi mông bước đi trước sự tức giận của chị ta. Giờ đây cảm xúc trong tôi chỉ có hai từ hả hê. Nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của chị ta, tôi không nhịn được bật cười lên thành tiếng. Tưởng bà đây hiền à, xin lỗi nhá, chẳng qua sống cạnh mẹ chồng, nhưng bà ta một chút chả chết, chứ người ngoài đường, việc đắc gì bà đây phải nhịn. Vừa về đến nhà, chưa kịp đặt mông xuống giường thì lão tú gọi đến tôi đoán ngay con mụ oanh thế nào cũng gọi mách lẻo anh ta chuyện gì em vừa mới đi gặp anh về à ừ thì làm sao chị ta gọi cho anh kể tội tôi đấy à em trở nên chua ngoa đánh đá như thế từ lúc nào vậy thảo chẳng phải nhờ phước của anh ban cho sao giờ anh muốn gì muốn lấy lại công bằng cho người tình bé bỏng của anh à em thôi ngay cái giọng điệu hoa ngoắt ấy đi ừ ờ, thế anh gọi cho tôi có việc gì Nói nhanh tôi bận lắm Chẳng có thời gian đối co với anh Em đã suy nghĩ kỹ chưa Ly hôn á à? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Sao nào anh đồng ý ly hôn đúng không Vậy ngày mai lên tòa ký giấy luôn nhé Em mơ đi Mà sao em cứ mở mồm ra Là đòi ly hôn Em không thương con à Anh im đi Tôi đang rất là tử tế với anh Trong chuyện này tuyệt đối anh không được mang con ra làm bình phong Nếu anh thương con Anh đã không vụng trộm bên ngoài anh không có anh đừng chối chính mắt tôi thấy anh tình tứ díu cô ta vào nhà tôi gọi anh còn trả bốn nghe máy anh còn bảo anh bận họp 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 cái đách gì em ghen đấy à Hừ, ghen cái đầu nhà anh đừng có gọi cho tôi nữa phiền nói xong tôi tắt máy cái sụp từ lúc nào chúng tôi lại nói chuyện cà trấn như thế bảo tôi ghen sao mơ đi nhưng sao tim tôi lại đập nhanh mặt cũng đỏ như thế chứ chắc vừa mới đi nắng về nên mới thế. Tôi không nghĩ thêm nữa, vào nhà tắm một phát mát mẻ cho đầu óc được thoải mái hơn. Hôm sau chồng tôi sang nhà, tôi cũng đã nói chuyện với mẹ tôi nên bà đối với anh không còn nồng nhiệt như trước. Chồng tôi mang giỏ trái cây đặt lên bàn thờ bố tôi, thắp cho bố tôi nén nhang rồi anh ngồi xuống thưa chuyện với mẹ. "Mẹ, hôm nay con sang đây xin phép được đón mẹ con thảo về bên nhà." Mẹ tôi rót tách trà đưa trước mặt chồng tôi nhẹ nhàng nói chuyện vợ chồng con mẹ có nghe cái thảo nói qua nhưng mẹ không muốn phán xét từ một phía chuyện thế nào con nói ngọn ngành cho mẹ nghe chứ mẹ không tin con là loại người như thế chồng tôi nhấp một ngụm trà rồi từ từ kể chuyện sau khi nghe xong mẹ tôi trầm ngâm một lúc bà nói một phần cũng do con không dứt khoát con biết đấy phụ nữ rất nhạy cảm với mấy từ như là bạn gái cũ người yêu cũ hay là vợ cũ trong chuyện này con nên cư xử một cách khéo léo Để vợ con không phải hiểu lầm Chồng tôi thừa nhận cái sai Anh bảo Vâng, là do con cư xử không đúng cách Trước mặt bàn thờ bố Con thể từ trước đến giờ con không làm gì có lỗi với Thảo Nếu không ra đường Con chết không toàn thay Con đừng có thể độc Ông bà linh thiêng lắm Chuyện tương lai không nói trước được gì đâu Thôi, con cứ về bên nhà trước đi Để Thảo ở đây với mẹ vài hôm nữa Cho nó khuây khỏa mẹ sẽ nói chuyện với nó vâng chăm sự nhờ mẹ thôi con xin phép ừ con về cẩn thận con chào mẹ ạ sau khi chồng tôi về tôi từ sau tấm rẻm đi xa mẹ tôi bảo từ đầu đến cuối thằng tú nói gì con cũng nghe rồi đấy con coi liệu sao thì liệu mình phải giữ hạnh phúc cho mình giữ bố cho các con của mình bây giờ buông ra có thể con sẽ vất vả thời gian đầu rồi sau cuộc sống này sẽ tốt đó chỉ là tương lai gần nhưng con hãy nghĩ đến bọn trẻ thằng tú nó không phải đến nỗi tệ bạc đâu con à vâng con hiểu rồi mẹ thôi chưa rồi mẹ con mình vào ăn cơm hai hôm sau tôi quyết định cho bọn tôi thêm một cơ hội nghe tin tôi về chồng tôi vui lắm anh săn đón mẹ con tôi từ sớm chưa bao giờ tôi thấy chồng tôi rú rít như thế kiểu nhìn anh lạnh lùng quen rồi Hiện tại anh như một người khác hẳn Không biết đây có phải là dấu hiệu đáng mừng không nữa Tôi cũng ngầm theo dõi chồng tôi một thời gian Thì anh không có biểu hiện gì bất ổn Sau đợt vừa rồi tôi làm căng Thì anh đã biết quan tâm Và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn Công việc của tôi cũng tốt hơn Nhờ có phúc hỗ trợ giúp đỡ Trong hôn nhân của chúng tôi có chút sóng gió Tuy nhiên tôi hài lòng với một cuộc sống như thế Mọi việc cứ nhẹ nhàng trôi qua Giống như chưa từng có sự xuất hiện của anh Tôi khá yên tâm về chồng vì theo lời anh nói, chị ta đã đi ra nước ngoài lại. Tôi lại tập trung vào công việc kinh doanh, thu nhập càng lúc càng dư giả hơn. Bạn đi một thời gian, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ. Gặng hỏi thì anh bảo do áp lực công việc. Anh nói thế nên tôi cũng không hỏi thêm. Một hôm Ngọc gọi cho tôi, nghe giọng nói thì rất là gấp cáp. Mày rảnh không Thảo? Ừ, tao rảnh, có gì không? Tao gặp mày chút nhé, quán cà phê cũ. Khi nào? Giờ luôn đi. Sao gấp thế? Ừ, nhanh nha, tao cũng đang ở gần đấy. Ok, thế đợi tao 10 phút. Nghe giọng điệu vội vàng của Ngọc, tôi cũng không chần chừ mà nhanh chóng lấy xe chạy nhanh ra quán. Thấy tôi nó liền gọi. Thảo, tao đây nè. Tôi đi đến, ngồi xuống bàn, tháo khẩu trang ra, lườm nó một cái rồi hỏi. Vụ án gì mà mày gọi tao Như là nước sôi đổ lên người thế Ngọc nhìn tôi hồi lâu Đánh giá tôi một hồi rồi chợt nói Mày về lão Tú Dạo này thế nào Đáng nhiên đang lành Tự nhiên cách Ngọc nó nhắc đến chồng tôi Đầu tôi nhanh chóng nảy số Chẳng có lẽ chuyện nó nói liên quan chồng tôi Tôi trả lời Cũng bình thường Sao mày hỏi thế Tao nói cái này mày phải bình tĩnh Thì tao mới nói Con dở người mày làm gì mà cứ tỏ ra thần bí vậy có gì thì nói nhanh đi lúc sáng tao đi khám thai tao thấy lão tú đi với con nào cũng vào khám trước tao do tao bịt mặt với mày cũng biết tao không tiếp xúc nhiều với lão nên lão không nhận ra tao khoan mày vừa nói mày có thai ngọc đỏ mặt ngượng ngùng đáp ừ bốn tuần lỡ bầu nên tháng sau tao cưới rồi tao mừng cho mày còn vấn đề thứ hai mày nói là mày trông thấy lão tú nhà tao đi khám thai với con nào à mày có nhìn nhầm với ai không đấy lão tú nhà mày có hóa ra cho tao vẫn nhận ra nhầm là nhầm thế nào được tao vội báo cho mày mà quên cả lấy kết quả siêu âm đây này nghe mà tôi muốn rụng rời tay chân chưa biết thực sự chuyện này là thế nào nhưng ngọc quả quyết như thế thì tôi cần xem lại vấn đề từ chồng tôi thấy tôi trầm mặc suy nghĩ ngọc lại tiếp lời biết mày không tin nên ta còn chụp hình lại làm bằng chứng đây này ngọc đưa điện thoại ra trước mặt tôi đưa cho tôi xem bức hình tuy không rõ nhưng đủ để nhìn thấy người đàn ông trong bức hình là chồng tôi và càng ngạc nhiên hơn nữa người phụ nữ kia không ai khác lại chính là oanh tôi như chết lặng khi biết sự thật hóa ra tất cả chỉ là lừa dối người chồng mà tôi tin tưởng lại tiếp tục chọn cách lừa dối tôi hết lần này đến lần khác tôi nghẹn đau thắt chốc ngực tim tôi nhói lên đau nhức từng cơn thấy tôi như thế ngọc an ủi Mày bình tĩnh, đừng kích động Tao biết tạm thời mày chưa chấp nhận được chuyện này Nhưng mày đừng vội Cứ từ từ tìm hiểu xem thế nào Biết đâu là người quen hay bà con bên chồng nhà mày Chồng con kia đi công tác Hay như thế nào Nên nhờ lão Tú đưa đi khám hộ thì sao Tao, tao biết rồi Thôi, để tao về trước Lo cơm nước cho bọn nhỏ À, mày gửi tấm hình vừa rồi Qua gia lô hộ tao nha Đi vội quá, tao không mang theo ví Mày thanh toán luôn, chồng khác tao bao Ừ, mày về cẩn thận nhá. Ừ, mày cũng vậy. Chúc mừng mày đã lên chức làm mẹ. Thôi, tao về nhá. Sau khi tạm biệt Ngọc, tôi đã không biết mình trở về nhà bằng cách nào nữa. Tôi gọi điện, nhờ ngoại đón hai cháu sang đây. Ngồi thẫn thở trên ghế sofa, trong đầu tôi rối ren mọi suy nghĩ. Chồng tôi bảo anh đi công tác 5 ngày, hóa ra anh lừa tôi để đến bên chăm sóc cho mẹ con chị ta. Tôi cười ra nước mắt, đấm mạnh vào ngực trái, thốt lên. Mày ngu lắm nào à? Mày thật sự rất ngu ngốc. Học đến cạn nước mắt, tâm tôi bình tĩnh lại một chút. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Yến. Thấy số tôi còn bé vội nghe máy. Em nghe chị. Nghe được giọng nói quen thuộc mà ấm áp, không kìm được tôi lại khóc nức nở. Đầu dây bên kia nghe được tiếng khóc sấm dứt của tôi. Yến lo lắng hỏi. Chị, chị làm sao thế? Bình tĩnh, và em nghe xem nào tôi vẫn không nói nên lời nghẹn ngào trong nước mắt những âm thanh nức nở cứ vang lên không ngừng yến không vội hỏi mà im lặng nghe tôi khóc một hồi lâu con bé mới lên tiếng chị em không biết chị đã xảy ra chuyện gì mà đau lòng như thế chị đừng buồn dù mọi chuyện có như thế nào chị vẫn còn có em với cả bọn trẻ chị hiểu không nghe được lời nói động viên của yến tôi cũng nhẹ nhõm phần nào tôi nói trong tiếng nấc anh tú lại ngoại tình lần này còn có con với người ta yến như không tin được lời vừa nghe vội hỏi lớn chị nói cái gì cơ anh tú anh dám ngoại tình lại còn có con riêng em không nghe lầm đâu chị vừa mới biết lúc nãy thôi ai nói với chị là bạn chị nói mà em biết người anh tú ngoại tình là ai không chính là tình đầu của anh ấy thực khốn nạn mà tại sao anh ấy lại có thể lừa dối chị một cách hèn hạ như thế chứ em biết Hiện tại chị không có cách nào chấp nhận được chuyện này Như vậy đi Em đang nghỉ phép một tuần Em đặt vé xe cho chị với hai cháu Nên em vài hôm Rồi chị em mình tính tiếp Có được không? Ngày Yên nói cũng hợp lý Chiều nay anh ta sẽ về sau chuyến công tác Hiện tại tôi không có cách nào đối mặt với chồng tôi Nên tôi đồng ý ngay Ừ, em sắp xếp hộ chị Giờ chị sẽ chuẩn bị hành lý Rồi sang nhà ngoại đón hai đứa luôn Vâng, thế chị nhé Ừ, bye em theo sắp xếp của Yến Mẹ con tôi lên tới bến xe Cũng gần 6 giờ tối Tôi bị say xe Cũng may hai cháu nhà tôi ngoan Hiểu chuyện Nên trên xe tôi cũng đỡ vất vả Đến nơi Yến đã đợi sẵn Để đón mẹ con tôi Trở về căn hộ nơi Yến sống Thấy con bé đã chuẩn bị sẵn bàn ăn cho chúng tôi Yến nói Chị đi tắm cho mát Rồi ra ăn tối Chắc chưa giờ chị chưa ăn gì đâu Để em cất đồ vào phòng Rồi ra mình cùng ăn Ừ, phiền em nha, Trời, chị em với nhau mà chị nói chuyện dễ giận ghê Thôi, vào tắm đi Em chuẩn bị sẵn khăn rồi đấy Ăn tôi xong Bọn trẻ do đi đường mệt nên cũng ngủ sớm Tôi và Yến ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau Tôi nói Em đừng nói cho lão ấy biết Chị lên đây, chị cũng dặn mẹ chị rồi Em biết rồi Thế chị tính sao Tôi thở dài ngao ngán nói Thì ly hôn Chứ biết sao giờ em Chị đã tha thứ nhiều lần rồi Chị cạn niềm tin với lão ấy rồi Em không bênh lão ấy Nhưng em nghĩ chị nên nói chuyện rõ ràng Để vợ chồng đưa ra hướng giải quyết Chị bỏ cuộc như vậy Chỉ khiến con đàn bà đó đắc ý thêm thôi Chị biết Nhưng nếu lão không bật đèn xanh Thì dễ gì chị ta lại đến Không trách ai cả em mà Có lẽ anh chị hết duyên rồi Vừa dứt lời Chồng tôi gọi cho Yến Trước khi lên xe Tôi có gửi tấm hình cho chồng tôi kèm theo đơn ly hôn tôi đặt trên bàn. Sau đó tôi đã khóa. Không gọi được cho tôi, nên anh ta liền nghĩ ngay đến Yến. Vì trong cuộc sống, tôi không có nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết. Yến đưa mắt nhìn tôi. Tôi ra hiệu đừng cho anh ta biết tôi lên đây. Yến gật đầu rồi nghe máy. Em nghe, có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia là giọng nói để lo lắng, xen lẫn mệt mỏi. Thảo có ở chỗ em không? Yến vừa kinh ngạc hỏi. Chị Thảo không ở nhà, nên em làm gì mà anh chị xảy ra chuyện gì sao thảo đi đâu rồi anh không biết về bên ngoại thì mẹ bảo thảo đi du lịch vài hôm nhưng không nói là đi đâu anh lo lắng sợ cô ấy nghĩ quẩn nhưng chuyện gì anh lại làm gì có lỗi với chị ấy rồi phải không tú thở dài nói cô ấy hiểu lầm anh thôi đợi cô ấy về anh sẽ giải thích rõ ràng thôi khuya rồi em ngủ đi mà nhớ thảo cứ liên lạc cho em thì nhớ báo cho anh biết nha Em biết rồi Ừ, anh cúp máy đây Yến mở loa ngoài Cho tôi nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi Hiểu lầm sao Thật nực cười Nếu không làm gì sai Sao phải nói dối tôi cơ chứ Lần này tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua đâu Lão ấy nói là có hiểu lầm Em nghĩ chị cũng nên nói chuyện rõ ràng với lão ấy Biết đâu là hiểu lầm thật thì sao Lúc này tôi cũng không muốn nói đến chuyện này Nên mệt mỏi bảo vệ Yến Chị biết rồi Thôi, chị về phòng nghỉ ngơi nha, em cũng ngủ sớm đi. Trước khi tôi về phòng, Yến có nói một câu khiến tôi giật mình ngẫm lại. Chị hãy nghĩ theo hướng tích cực, đừng buồn phiền rồi sinh bệnh. Em thấy dạo này chị xanh sao lắm ấy, người cứ thiếu sức sống kiểu gì. Ngồi nói chuyện một chút và ngáp hơn chục lần. Mà em nói này, không biết chị có để ý không, nhưng biểu hiện của chị cứ như bà bầu vậy. Đợt bầu cu gấu, chị cũng y như thế. Tôi dẫn người khi nghe Yến nói vậy, quả thật tôi cũng đã chậm kinh bảy ngày tôi nghĩ do sinh hoạt giờ sắc tôi thất thường nên không nghĩ đến chuyện này nếu thật tôi có thai thì tôi phải làm như thế nào đây quả thật tôi chưa nghĩ đến vấn đề tôi sẽ có thai bé tiếp theo vì tôi đã có hai cháu vừa đủ nếp đủ tẻ hơn thế nữa tình cảm vợ chồng tôi đang đi xuống nếu sinh con sẽ thiệt thòi cho con sinh cù gấu xong tôi có đặt phòng tránh thai nhưng vì không hợp nên tôi tháo vòng và uống thuốc Tháng trước hết thuốc nhưng tôi lại quên mua Hai hôm sau tôi mới mua Và uống bù vào những ngày tôi quên Tôi không nghĩ tôi lại dính bầu Tôi gượng cười trả lời Yến Do chị mệt trong người thôi Chị thiếu ngủ vì hay thức khuya để gói hàng cho khách Thôi chị đi ngủ trước nhé Vâng Thế chị nghỉ ngơi đi Mai không khỏe thì em trở đi khám Ừ em cũng ngủ sớm đi Về phòng tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được Nhìn hai đứa con thơ đang say sức Bất xác không nhịn được Nước mắt tôi lại trào ra Tôi vốn không phải kiểu phụ nữ ghen tuông bổ quáng Tôi hành động theo lý tính hơn là cảm tính Bởi vậy tôi biết chuyện động trời của chồng Nhưng tôi không làm lớn chuyện Mà chọn cách im lặng vài hôm Cho tâm trí tôi thoải mái Để tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất Nghĩ đến lời Yến nói Tôi bất xác sửa tay lên bụng Thật sự nếu tôi mang thai Thì như thế nào Tôi đã có quyết định sẽ ly hôn với chồng. Dù thế nào, tôi cũng không muốn chấp nhận sống chung với một người đàn ông không chung thủy. Đêm hôm thứ ba, chồng tôi xuất hiện với vẻ mặt phờ phạc. Tôi nhìn Yến, Yến lẩn tránh ánh mắt của tôi. Còn bé Lý Nhí bảo, Ờ, à, em xin lỗi, nhưng em nghĩ trốn tránh không phải là cách. Anh chị nên đối mặt giải quyết vấn đề. Thật ra ba hôm nay, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu chồng tôi còn yêu tôi, và sự việc với oanh chỉ là do tôi hiểu lầm tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra còn nếu thật sự anh ta có gì đó với chị ta tôi sẽ chọn cách ly hôn chồng tôi nhìn tôi chân thành nói về nhà thôi em vừa lúc bọn trẻ ngồi dậy cu gấu thấy bố thì chập chững chạy ra vui mừng gọi bố bố tú cậu nhớ bố thấy cô gấu chồng tôi không nhịn được bế thằng bé trên tay hôn lên gương mặt phúng phính của thằng bé mà nói Bố cũng nhớ gấu lắm Về nhà với bố nhé Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện Thấy bố thì vui mừng khôn xiết Nghe bố nói thế thì gật đầu lia lịa Còn biết nịnh mà hôn lên mặt bố Đôi tay bụ bẫm Còn sờ lên mặt bố một cách để thích thú Sắp lớn nên hiểu chuyện hơn Trong mắt con bé hiện lên niềm vui khi nhìn thấy bố Tôi biết con bé không muốn gia đình tan vỡ Thầy sóc Chồng tôi ngoắc tay với con bé rồi bảo Sắp lại đây với bố nào con sắp nhanh chân chạy đến chồng tôi cũng quỵ gối xuống vừa ôm cu gấu vừa xoa đầu sóc đầy thương yêu yên thấy thế thì không nhịn được lên tiếng đấy vợ đẹp con khôn thì không muốn cứ đâm đầu vào cái ngữ hồ ly tinh thích giật chồng người khác anh mà không tỉnh táo có ngày mất vợ con như chơi tôi là tôi thương cháu tôi sợ sống trong cảnh côi cút thiếu tình thương của bố nên tôi chỉ giúp anh lần này thôi đấy anh liệu mà làm thế nào được thì làm ừ anh cảm ơn cô thôi cô vào phòng thu dọn hành lý giúp chị hộ anh yến dọn xong hành lý cho mẹ con tôi sau khi tạm biệt và nói lời cảm ơn yến chúng tôi ra về suốt quãng đường đi tôi không nói với anh câu nào một phần do tôi xây xe, xe hơn hết tôi không có gì để nói vào lúc này lúc cần về đến nhà chồng tôi dặn tôi anh nói ba mẹ con đi du lịch mẹ có hỏi thì em trả lời thế nhé vâng đến trước nhà đã thấy mẹ chồng tôi đợi sẵn cứ như chờ từ lâu rồi thấy tôi bà khó chịu ra mặt nhưng vừa nhìn cu gấu thì nét mặt của bà lại dịu lại cười tít cả mắt bê lấy gấu mà hôn lấy hôn để tuy vậy bà vẫn lườm tôi rồi bảo ở nhà ăn trắng mặc trơn còn có thời gian đi du lịch đây đó nhất cô rồi còn gì đi đâu thì đi một mình bế theo cháu tôi nắng nôi rồi lỡ ốm ra đó cô đừng có trách tôi tôi bế thằng bé sang nhà chơi cố coi và mà dọn dẹp nhà cửa. Nói rồi bà quay sang gọi Sóc. Sóc đâu, ra nhà với bà. Bà có nấu cháo thịt bằm mà hai đứa thích đấy. Vâng ạ. Rồi ba bà cháu dắt nhau về nhà mẹ chồng tôi. Tôi cũng mệt mỏi đi vào nhà. Chồng tôi mang vali theo sau đi vào. Tôi lên phòng nằm. Một lúc sau thì chồng tôi mang ly nước cam vào, gọi tôi. Em ngồi dậy, uống chút nước cho khỏe. Anh cứ để đấy, chút nữa em uống. Em uống chút đi Nước cam để chút uống đau bụng Tôi miễn cưỡng ngồi dậy uống một ngụm Rồi lại nằm xuống Thấy tôi không muốn nói chuyện Chồng tôi mở lời trước Em Em không có gì muốn hỏi anh sao Tôi thở ơ đáp Hỏi chuyện gì Em nhất thiết phải là người bắt đầu câu chuyện hay sao Em về đây không phải để tra hỏi anh Mà cái em cần là một cuộc nói chuyện rõ ràng từ anh Thật ra anh không phải là cố ý giấu em Chuyện của anh Cô ấy thật sự không có vẻ ước Chỉ là anh sợ em suy nghĩ linh tinh Nên mới nói dối em Anh xin lỗi Tôi ngồi dậy Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt có phần hấp hác của chồng tôi Chậm rãi hỏi anh Anh nhìn em giống như một người không hiểu chuyện sao Ý anh không phải thế Vậy ý anh là gì Chồng tôi ấp úng không thành câu Anh Được rồi Anh có gì cứ nói thẳng với em không việc gì phải giấu anh không có giấu gì em cả nếu anh không muốn nói thì ra ngoài đi em cần nghỉ ngơi thảo thật sự hiện tại anh không có giấu gì em nhưng em biết đấy anh với oanh từng có quá khứ cùng nhau đó là điều anh không thể chối cãi được thì sao ai chẳng có quá khứ bộ em ghen với quá khứ của anh với chị ta hay gì không phải thật ra trước đây oanh từng có thai với anh Tôi kinh ngạc nhìn chồng tôi Chuyện này anh chưa từng nói cho tôi biết Nếu thật sự chị ta mang thai Tại sao bọn họ vẫn chia tay Như hiểu được những thắc mắc của tôi Chồng tôi từ từ giải thích Lúc ấy anh sắp phải sang nước ngoài du học Cô ấy không muốn từ bỏ tương lai phía trước Nên đã chọn cách bỏ thai Chuyện này anh không biết Cho đến hôm kia Cô ấy say đã gọi cho anh Cô ấy đã khóc rất nhiều Và nói ra sự thật đau lòng đó Anh đã rất sốc khi biết điều này Thật sự khi nghe xong câu chuyện Tôi cũng không khỏi dùng mình Tôi không nghĩ Anh lại là người phụ nữ vô tình tàn nhẫn như thế Đến cả máu mủ của mình Chị ta cũng nhẫn tâm giết chết Người ta nói đúng Vẽ người vẽ mặt khó vẽ lòng Không nên nhìn về bề ngoài để đánh giá hết một con người Chồng tôi lại tiếp tục Anh nói Oanh kể sau lần phá thai chui Cô ấy không còn khả năng làm mẹ nữa Nên Lần này tôi tiếp lời nên chị ta muốn anh phải chịu trách nhiệm Cho cuộc đời của chị ta đúng không Không phải thế ừ, Thật ra anh có một người bạn làm bác sĩ khoa sản Cậu ấy mới từ nước ngoài về Anh được biết cậu ta rất giỏi giang Trong lĩnh vực chữa hiếm muộn Tôi nghe mà tức muốn banh cái lồng ngực Có liên quan gì đến anh Là do chị ta tự làm tự chịu Giờ quay sang bắt anh phải chịu trách nhiệm là thế nào Hơn nữa là chị ta không còn khả năng làm mẹ Chứ không phải là khó mang thai Anh không hiểu vấn đề à thì anh biết Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi Em biết đó Người phụ nữ được làm mẹ là điều thiêng liêng Tuyệt vời nhất Vậy mà À ra là anh đang mặc cảm tội lỗi Giấy dứt với chị ta Hay là thế này đi Tôi với anh ly hôn để anh trở về bên chị ta Anh thấy vậy có hợp lý không Em nói điên nói khùng gì thế Em nói vậy mà em nghe được à Anh Tú Tôi nhìn anh đủ lắm rồi đấy Thứ nhất quá khứ của anh tôi không chấp vì con người ai cũng có quá khứ quan trọng là mình sống cho hiện tại thứ hai anh nên nhớ anh là chồng của tôi là bố của các con tôi anh hiện đang là người đàn ông có gia đình trách nhiệm của anh là chăm lo cho vợ con chứ không phải là anh dành thời gian thương cảm cho người yêu cũ tôi không cao thượng tới mức hết lần này tới lần khác bỏ qua sự mập mờ giữa anh và người cũ còn nữa nếu anh còn thương chị ta thì chúng ta ly hôn Tôi không muốn giữ một cái xác như không hồn ở bên cạnh tôi. Em đừng bao giờ nhắc đến hai từ ly hôn trước mặt anh có được không? Anh biết thời gian vừa qua thiệt thòi cho em, nhưng em cũng là phụ nữ mà. Em thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy một chút được không? Nghe chồng tôi nói mà tôi tức run cả người. Tôi trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng đáp trả. Anh có bị thần kinh không? Anh kêu tôi đi cảm thông cho người muốn cướp chồng của tôi? Muốn phá hạnh phúc của gia đình tôi à? Tôi hỏi anh nếu đặt anh ở vị trí của tôi anh có làm được không bây giờ tôi thật sự rất mệt mỏi anh muốn như thế nào thì cứ nói huỳnh toẹt ra đi khỏi vòng vo rất chi là mất thời gian anh cũng không biết như thế nào nữa em cho anh chút thời gian nha em thế tôi hỏi anh này anh xin tôi thời gian để làm gì nếu để cân đo đong đếm tình cảm so sánh nặng nhẹ giữa việc chọn mẹ con tôi và cô ta thì không cần đâu tôi trả lời luôn hộ anh anh đi mà chọn chị ta xin lỗi Tôi không bao giờ chấp nhận người chồng có tư tưởng một chân muốn đạp hai thuyền giống như anh. Em càng nói, càng đi quá xa vấn đề rồi. Thôi, em nghỉ ngơi đi, mình sẽ nói chuyện sau. Nếu là việc liên quan đến chị ta, tôi không rảnh để nghe. Anh đừng khiến tôi thất vọng thêm nữa, Tú à. Ừ, anh biết rồi. Đợi chồng tôi đóng cửa lại. Bao nhiêu mạnh mẽ vừa rồi, bỗng nhiên biến mất. Tôi vừa tức, vừa tủi. Không chịu được, tôi vùi đầu vào chăn khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu ấm ức thất vọng cứ thế trào ra theo những giọt nước mắt của tôi. Nếu cứ như vậy, tôi chắc chắn sẽ điên lên mất. Tôi tự nhủ, lần này cuộc đời tôi sẽ do chính tôi làm chủ. Bất kể ai cũng không chi phối được tôi. Sáng hôm sau, chở con đi học. Tôi ghé vô tiệm thuốc Tây mua quay thử thai về thử. Cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Quả thật, tôi không mong đứa con này đến vào lúc này hai vạch đỏ trói mắt khiến tay chân tôi rụng rời ông trời quá biết trêu ngươi khi cuộc hôn nhân giữa chúng tôi đang trên bờ vực thẳm thì đứa con lại đến mang theo sự gắn kết tạm bỡ tôi vẫn chưa cho chồng tôi biết chuyện tôi có thai tôi không muốn sự ràng buộc lúc này nên tôi chọn cách im lặng mấy hôm nay vợ chồng tôi chiến tranh lạnh tôi không muốn nói gì với chồng tôi khi mọi chuyện của anh chưa giải quyết rõ ràng cái mối quan hệ mập mờ giữa chồng và người cũ khiến tôi vô cùng khó chịu. Lại thêm việc có thai, khiến tôi luôn cáu gắt với chồng. Chuyện tôi không muốn lại xảy đến. Hôm nay trong lúc ở nhà soạn hàng để gửi cho khách, tôi lại nhận được một tin nhắn nặng danh với nội dung là số phòng và tên khách sạn. Có lẽ tôi đã quá quen với việc này nên tâm trạng không còn nặng nề như trước. Tôi thừa biết người gửi là ai và lần này chúng tôi còn lý do gì để bác biện nữa không? Tôi đến địa chỉ khách sạn đã cho thuê một phòng sát bên cạnh đợi bọn họ hẳn một tiếng đồng hồ tôi mới đến trước cửa phòng gõ cửa những tưởng sẽ bắt gặp được cảnh san xíu của chồng tôi nhưng người đàn ông trước mặt tôi hoàn toàn xa lạ tôi ngượng ngùng chỉ biết nói rằng tôi gõ nhầm phòng về đến nhà tôi hậm hực vì bị lừa một vố chồng tôi cũng về đến từ lúc nào thấy tôi anh hỏi em vừa đi đâu về thế trước câu hỏi của chồng chả lẽ tôi lại bảo tôi đi bắt gian nhầm người tôi gượng cười đáp ừ, em đi có việc sau giờ này anh đã về rồi dạo này cũng không có nhiều hợp đồng nên anh về sớm em chuẩn bị đi tối nay anh chờ mấy mẹ con đi ăn tôi vẫn còn ghim vụ lần trước anh bỏ ngang cuộc hẹn với mẹ con tôi vì người đàn bà kia nên tôi nghi ngờ hỏi có chắc không đấy hay đến giờ anh lại hủy ngang chồng tôi gãi đầu bảo ừ, không có anh chắc mà Thôi em chuẩn bị đi Để anh sang mẹ đón con Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa vợ chồng tôi Sau chiến tranh lạnh vừa qua Thôi chồng tôi đã có lòng Thì mẹ con tôi có bụng đáp lại Cũng lâu rồi gia đình chúng tôi không đi ăn cùng nhau Mà đợt bầu lần này Tôi lại thèm ăn vịt quay Bắc Kinh Trước giờ tôi ghét ăn vịt Nhưng lần này tôi lại thèm Thế mới quái lạ cơ chứ Đợt Ngọc nói với tôi Nó còn thèm cả kem bánh răng cơ cứ đánh răng là đã muốn nuốt luôn Chứ không muốn nhổ ra Ôi đúng là bầu bì có những sở thích quái dị Chuẩn bị xong xuôi Chồng tôi đánh xe đến một nhà hàng Bắc Kinh có tiếng Giá ở đây hơi chát Nhưng đã ăn uống thì không nên tính toán Tính tôi vốn tiết kiệm Nhưng nghĩ lại có tiết kiệm đi nữa Lỡ đầu lão chồng nhà tôi Mang cho gái cũng không chừng Tội gì tôi phải hà tiện cho bản thân tôi chứ Bọn trẻ được dịp ăn uống cũng ngon lành Gia đình đang vui vẻ thì bắt gặp một cảnh tượng không mong muốn. Là oanh, chị ta đang bị một người đàn ông cư xử một cách thô lỗ. Nhìn xem cách anh ta đối xử với chị ta, giống như đây không phải là lần đầu. Tôi lén nhìn xem thái độ của chồng tôi như thế nào, thấy tay anh giết chặt đôi đũa. Đây là hành động quen thuộc mỗi khi chồng tôi đang kìm nén sự tức giận. Tôi nghe người đàn ông kia quát. Mày dám lửa tao à con khốn, tao lo cho mày đầy đủ mọi thứ. Vậy mà mày dám ở sau lưng tao, lén lút làm chuyện có lỗi với tao. Oanh đau đớn, dãy dụa cầu xin. Em, em, không có, anh nghe em giải thích, mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm thôi. Sau lời nói, lại là cú tát như trời sáng của gã đó. Im ngay, tao không muốn nghe bài ngụy biện, chứng cứ rành rành mà mày còn chối được à? Oanh ôm lấy một bên má, mếu máu. Anh tin em đi, em không làm gì có lỗi với anh cả. Chứng kiến cảnh chị ta bị sỉ nhục, thật lòng tôi chẳng có một chút hả hê nào lại nhìn sang chồng tôi thấy anh đã buông đũa chuẩn bị đứng lên tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ đi qua bên kia can ngăn họ nhưng không anh nói với tôi anh đi vệ sinh một chút vừa nãy xúc bắn vào áo anh vừa nói anh vừa chỉ vào chỗ áo bị dính bẩn anh vừa đi được một lúc thì ấy có một người đàn ông đi xa nhìn dáng vẻ tôi đoán chắc là quản lý nhà hàng này anh ta nói với người đàn ông kia xin lỗi quý khách chuyện riêng của hai người như thế nào tôi không biết nhưng chỗ chúng tôi làm ăn Nếu anh còn gây rối làm mất trật tự nữa Thì tôi sẽ báo công an phường xuống giải quyết Người đàn ông kia nghe thế Thì cũng thu lại nét mặt hung hăng lúc nãy Nhưng thái độ vẫn không hòa hoãn được Anh ta nghiến răng nói Chuyện này chưa xong với tôi đâu Cố chờ đó mà xem Nói rồi anh ta hung hăng rời đi Bỏ lại oanh với ba tuổi nhục đứng đó Người đàn ông kia vừa đi Thì chồng tôi đi xa Oanh vẫn đứng đó bất động như người vô hồn nhìn chị ta lúc này vừa đáng thương lại đáng trách chồng tôi nói với tôi anh sang với cô ấy một chút có vẻ cô ấy đang không ổn tôi nhìn chồng tôi nói không nên lời chị ta có như thế nào thì liên quan gì đến anh cơ chứ anh bỏ lại mẹ con tôi ngồi đây để đi xa với chị ta anh nói thế mà nghe được à tôi tức giận nhìn anh hỏi lại anh vừa nói cái gì cơ anh nói lại em nghe nào chồng tôi nói nhỏ vừa đủ tôi nghe Em đừng vô lý như vậy có được không? Nhìn cô ấy đang rất không ổn. Anh sợ cô ấy sẽ nghĩ đến điều dại dột. Cảm xúc của tôi bị mất kiểm soát, rồi gắn lên từng tiếng. Liên quan đách gì đến chúng ta? Chị ta bao nhiêu tuổi rồi? Tự làm tự chịu. Anh có phải là bảo mẫu của chị ta đâu? Anh nghĩ gì vậy anh Tú? Anh dẫn mẹ con tôi ra đây, rồi vì người phụ nữ khác mà bảo mặc mẹ con tôi sao? Em đừng suy nghĩ linh tinh. Ngoan, nghe lời anh. Ngồi đây ăn với con đi, anh đi ra một chút rồi anh về Ngoan Cái cục xít nhà anh Anh thử đứng lên rời khỏi đây xem Lúc ấy đừng nghĩ đến hậu quả Con Thảo này nói được làm được Em đừng gây rối nữa có được không Anh hứa sẽ trở về ngay Nói đến thế rồi Mà chồng tôi vẫn cương quyết muốn đi Tôi đành bất lực nói Tùy anh Đây là lựa chọn của anh Tôi tôn trọng quyết định của anh Rồi tôi nói với bọn trẻ Về thôi các con Đôi bé cu gấu trên tay còn dắp lẹo đẽo theo sau tôi thật không hiểu tôi còn hy vọng gì ở người chồng này nữa tôi gọi taxi về luôn bên nhà ngoại đây là giới hạn cuối cùng của tôi cơ hội không đến nhiều lần với kẻ không biết nắm giữ Bà mẹ con tôi về đến nhà ngoại cũng đã hơn 9 giờ tối sau khi bọn trẻ ngủ tôi ngồi xuống nói chuyện với mẹ tôi mẹ con làm khổ mẹ quá con xin lỗi mẹ nhiều nhưng thật sự con mệt mỏi quá mẹ à Ừ Mẹ tôn trọng quyết định của con Hạnh phúc của con Con hãy tự nắm giữ Đừng trông chờ người khác mang lại Con đã hết mong chờ vào cuộc hôn nhân này rồi Mọi thứ dở quá sức chịu đựng với con Tôi nói xong Thì liền vỡ hòa trong cảm xúc Tôi khóc vì nghĩ đời tôi sao bạc bẽo quá Thật lòng yêu thương và hy sinh vì một người Nhưng lại không bằng người trong lòng chồng tôi Thật đúng với câu nói Người cũ khóc người sau liền thua nghĩ mà chạnh lòng bên nhau ít nhiều cũng hơn mười năm từng ấy năm chả lẽ đối với anh tôi không là gì sao thôi con à buông bỏ những gì không thuộc về mình cho nhẹ lòng con vẫn còn có mẹ đừng buồn con nhé tôi ngập ngừng không biết có nên nói chuyện tôi mang thai cho mẹ tôi biết không sau khi phân vân tôi quyết định nói cho bà biết mẹ con có chuyện muốn nói con con đang mang thai mẹ à bà ngạc nhiên nhìn tôi hỏi chẳng phải các con có kế hoạch sao vâng nhưng lần này phát sinh ngoài ý muốn mẹ ạ thằng tú nó biết chưa con chưa nói bà thở dài sau đó lại nói Con cái là do duyên trời lần này đứa bé đến không đúng lúc thật nhưng vì vậy con hãy càng trân trọng đứa bé này có lẽ bà sợ tôi nghĩ không thân sợ tôi không giữ lại cái thai nên mới nói ra như vậy tôi đáp mẹ yên tâm con sẽ sinh ra và nuôi dạy con của con một cách tốt nhất ạ ừ thôi cũng đã trễ rồi con vào nghỉ ngơi cho khỏe vâng mẹ cũng đi ngủ đi mẹ vào phòng tôi cầm điện thoại lên xem Chẳng có một cuộc gọi nhỡ nào có lẽ chồng tôi còn đang bận rỗ dành cho người tình nhỏ tôi cười cay đắng không muốn nghĩ tới nên tôi bật chế độ máy bay tôi đi ra ngoài rửa mặt cho mát sau đó vào thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Bọn trẻ đang trong thời gian nghỉ hè nên tôi quyết định thưởng cho ba mẹ con một chuyến đi du lịch. May mắn trong thời gian sống chung tôi đã tích góp được một số tiền không nhỏ nên khi ly hôn vấn đề kinh tế của tôi không mấy lo ngại. Không phải tôi trốn tránh nhưng hiện tại tôi không muốn đối mặt với chồng tôi nên tôi búc luôn một chuyến du lịch 7 ngày tại Đà Nẵng. May mắn là tuy tôi cần thai nhưng không mệt mỏi hay bị ngén nên cũng thuận lợi cho chuyến đi này. Sau khi nghỉ ngơi cho thoải mái, tôi sẽ về để giải quyết vấn đề với chồng tôi. Tôi đã quá thất vọng về anh rồi. Lần này tôi quyết buông tay để giải thoát cho anh cũng như giải thoát cho chính bản thân mình. Mỗi người đều có một cách để cuộc sống trở nên tươi đẹp. Không ai tô vẽ lên cuộc đời của ai được. Mỗi một quyết định hay lựa chọn đều ảnh hưởng đến tương lai về sau. Thật sự tôi cũng không nghĩ đến hạnh phúc mà tôi vun vén lại có ngày tôi có thể buông bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy còn người ta thật kỳ lạ quá kỳ vọng sẽ mang lại thất vọng mà đủ đau đủ thất vọng sẽ tự khắc buông mẹ tôi biết tôi đang buồn mặc dù tôi cương quyết mang hai bé nhà tôi theo nhưng mẹ tôi không cho bà bảo cứ đi xả chết cháu ở nhà đã có bà chăm gấu hơn hai tuổi rồi cháu uống sữa ngoài hơn nữa cháu ngoan không quấn mẹ nên bà có thể lo được dù không muốn mẹ tôi vất vả Nhưng bà cứ nặng nặng đòi trông cháu Nên tôi đành nghe theo Và thế là sách vali lên và đi Chuyến hành trình dài 7 ngày của tôi Lần này bạn đồng hành của tôi lại là Yến Người em chồng mà tôi hết lòng tin tưởng Phòng đã búc sẵn Đến nơi chúng tôi chỉ việc nhận chìa khóa phòng Sắp xếp hành lý xong đâu vào đấy Rồi lên lịch tung tăng Biết tôi có thai Yến chọn những món bồi bổ, bổ cho bà bầu Trộm vía tôi chỉ ngén một lần duy nhất còn lần này tôi thấy thèm những món hải sản Tôi ăn một cách ngon lành Yến sợ tôi mệt Nên ngày đầu tiên con bé chỉ chở tôi đi ăn Sau đó hai chị em ghé tiệm cà phê hai lần Ngồi trên cao Ngắm dòng xe cộ tấp nập Tôi cũng không còn muốn suy nghĩ gì nữa Trần Yến hỏi tôi Chị ổn không? Tôi cười đáp Chị ổn? Sao em lại hỏi thế? Yến ngập ngừng nói Thật chị không muốn anh em biết Sự hiện diện của đứa bé này sao? Để làm gì Khi chị đã quyết định đi hôn Nếu giờ anh ta biết Nó chỉ mang lại rào cản mà thôi Chị, chị suy nghĩ kỹ chưa Tôi nhìn Yến Cảm thấy lạ Con bé lần này có vẻ không muốn tôi ly hôn Tôi hỏi Em sao vậy Không muốn anh chị ly hôn sao Yến trầm ngâm rồi đáp Không hẳn Em tôn trọng quyết định của chị Nhưng vẫn thấy thương bọn trẻ Người lớn chúng ta gây ra sai lầm Cuối cùng bọn trẻ lại là người phải chịu hậu quả Tôi là một người mẹ Cũng là đứa trẻ không có bố Tôi hiểu rõ sự thật này Nhưng nếu cứ để chúng nhìn bố mẹ không hạnh phúc Rồi có thể phát sinh cãi vã trước mặt bọn trẻ Như thế không nên Mày sắp nhà tôi đủ lớn để hiểu chuyện Hơn nữa Tôi không ngăn cản bố con họ gặp nhau Tôi thấy quyết định lần này của tôi là đúng đắn Tôi mệt mỏi vì phải chờ đợi Mệt mỏi với sự bao dung của chồng tôi Dành cho người cũ Tôi cần một người chồng có trách nhiệm chứ không cần một người đàn ông có tấm lòng bao dung như anh chị suy nghĩ kỹ rồi anh tú như thế nào em cũng biết chị cũng là phụ nữ chị nhạy cảm có ai đủ bao dung khi nhìn chồng che chở cho người trong lòng trước mặt vợ cũng như trước mặt bao người không em chị cũng từng hạ cái tôi xuống cũng muốn vun vén gia đình nhưng anh ấy không cần chị cũng mệt rồi bao nhiêu áp lực chị gánh trên vai chưa một lần chị hé môi than thở với anh ấy em từng nghe cái câu này chưa Người cũ xuất hiện Người mới liền thua Mặc dù anh chị bên nhau đã hơn 10 năm Nhưng người trong lòng anh ấy không phải chị Chị thua rồi Yến à Yến cầm tay tôi động viên Chị Chị đừng buông bỏ dễ dàng như vậy có được không Cái thứ hổ ly tinh kia Yêu đương gì anh em Cô ta chỉ ghen tị với hạnh phúc của anh chị thôi Muốn xen vào phá đám thôi Tôi cười không giấu nổi chua xót. Nếu anh Tú không cho phép Sao cô ta có cơ hội mà chen vào yên không nói được gì con bé im lặng nhìn tôi tôi thở dài tiếp tục nói đến đây đủ rồi em à chị không muốn tự chúc lấy thương tích đầy mình nữa trước giờ có lẽ chị chỉ là chiếc bóng của chị ấy là một người thay thế không hơn không kém nay người trong lòng anh ấy đã trở về chị cũng nên trả lại vị trí này cho chị ấy lúc này yên nói trong tức giận em chả hiểu lão mù hay là bị bù mê thuốc lú gì vợ đẹp con ngoan lại không cần thật đời em ghét nhất ba tử người yêu cũ nghe nó hãm cái kiểu gì ấy hai chẳng có người yêu cũ quan trọng là cách hành xử sau khi chia tay sao cho nó văn minh được người khác tôn trọng còn loại đã cũ thì nách cho nhẹ lòng bọn nó cứ như âm hồn bất tán vật vờ đeo bám phá hoại người khác cái loại ăn không được phá cho hôi cũng không bền lâu đâu Nghe yến chửi mà tôi không nhịn được cười tôi bảo thôi tức giận mau già chị cũng không còn lưu luyến gì rồi Biết đâu bên chị ta Anh Tú sẽ hạnh phúc thì sao Đời mà ai nói trước được gì đâu em Yến thở dài đáp Thôi chị đã quyết như vậy Thì em cũng không nói gì nữa Có khó khăn gì thì cứ bảo với em Em sẽ luôn đồng hành cùng chị Cảm ơn em Xì sì, ớn với chẳng nghĩa gì Chị vui vẻ là em vui rồi Cũng may chị có một cô em chồng tuyệt vời như em Xem ra 10 năm nằm sâu của chị Cũng không phí Sao nào Thấy em tuyệt vời nhất quả đất đúng không ừ, em chống quốc dân được chưa phải thế chứ lị thôi thôi cô là nhất được chưa tạm được hai chị em nhìn nhau cười như vô chi thật sự giây phút này khiến tôi vô cùng vui vẻ hai chị em có chuyện gì mà vui thế ơ ờ, anh phúc sao trùng hợp thế ạ kiến bất ngờ khi thấy phúc xuất hiện ở đây tôi gật đầu lịch sự chào anh ta Cô cũng đáp lại tôi bằng cách gật đầu rồi quay sang trả lời Yến anh có đợt công tác ngoài này bọn em đi du lịch đấy à vâng anh ngồi đi em đưa bà chị dâu đi giải ngố ừ vậy à thế hai chị em đã đi được đâu chưa chưa anh ạ à, bọn em mới tới lúc chập tối anh đi công tác lâu chưa hôm thứ hai vừa rồi cũng sắp xong rồi anh định xong xuôi công việc ở lại vài hôm nghỉ ngơi đã vậy nào xong thì ới bọn em nhé chị em chúng em ở tận một tuần cơ thế à không phì bọn em chứ ôi dào anh cứ khách sáo phiền gì chứ thêm người thêm vui phải không chị thảo ờ à, ờ ừ. đấy chị em đã nói thế anh em chúng ta cứ thoải mái vui chơi ạ à? mà anh phúc uống gì gọi đi anh ừ anh phúc gọi phục vụ đến kêu một ly cappuccino nóng tôi bất ngờ vì anh có sở thích giống tú thấy tôi nhìn anh ta trêu tôi mặt anh dính gì hạ thảo tôi lúng túng đáp ờ à, không ạ à? phúc cười nhìn nụ cười của anh ta tôi thấy ấm áp chả hiểu sao thấy phúc lại thân thiết đến lạ tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu thực tế tôi với anh ta không thân đến vậy ngoại trừ cái lần anh ta giúp tôi tìm kiếm mối làm ăn chợt nhớ ra tôi còn nợ anh ta một bữa cơm phúc nói anh tưởng mặt anh dính gì cơ yến trêu phúc mặt anh á dính ra dính luôn vẻ đẹp trai hào hoa làm bao cô say đắm được chưa nào phúc tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại ơ ờ, thế à trước giờ có mỗi em khen anh đẹp trai đấy yến ạ à. yến đánh nhẹ vào tay phúc điều tự anh xoay gương cũng thấy mình đẹp mà đợi người khác phải khen vậy à để tối về anh xoay gương kỹ xem coi như lời của em nói không nhá tôi vì cười trước màn trâu chọc của hai người họ lúc này phục vụ mang cà phê lên cho phúc em mời anh ạ à. cảm ơn em phục vụ khẽ gật đầu rồi lui về sau bọn họ lại tiếp tục chuyện phiếm bảo dạo này thế nào rồi em yên chán nản đáp bận rộn lắm anh ạ à. chúng em dạo này không có thời gian cho nhau ừ thôi cố gắng thông cảm cho cậu ấy anh đây công việc tối mặt nhiều lúc muốn tìm một cô người yêu để những lúc mệt mỏi trở về có bữa cơm nóng đợi ở nhà. Được thế thì hạnh phúc còn gì bằng. Xì, sí, anh cứ kén quá mà, chứ anh thì thiếu gì cô theo. Em cứ đùa, chẳng qua là anh kém duyên. Thôi thôi, anh bớt cho em, người theo anh xếp hàng cả đống, mà mặt anh còn lạnh hơn tiền đấy kia. Dù con gái người ta có ý định, cũng không dám lại gần. Ờ, ừ, em nói thế tội cho anh, anh vui vẻ hòa đồng nhiệt huyết thế còn gì. Thôi, không nói chuyện của anh nữa, thảo này công việc của em thế nào cuối cùng tôi cũng hiện hình trong mắt của anh em bọn họ tôi cũng trêu đùa một câu ơ ờ, nãy giờ em nghĩ là em vô hình cơ đấy ba người chúng tôi nhìn nhau cười trước câu nói của tôi sau đó tôi trả lời câu hỏi của phúc dạ cũng bình thường thôi ạ à. hiện tại em đang nghỉ tầm nửa tháng em sẽ bán lại ạ à? ừ mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi cho thoải mái mà em cần gì thì nhớ bảo anh đừng có ngại vâng em thì ngại gì ạ à? chỉ sợ phiền anh phiền gì em cứ nói thế giúp được gì anh giúp trong khả năng anh có tôi thật lòng nói cảm ơn anh phúc xua tay bảo ơn ừ nghĩa gì em cứ khách sáo thật lòng tôi biết ơn phúc một người xa lạ lại giúp đỡ tôi rất nhiều lúc công việc tôi khó khăn nghĩ lại câu chuyện phiếm anh ta nói với yến vừa rồi tôi thầm đánh giá phúc ngoại hình ổn công việc tốt lại chưa có người yêu cũng lạ anh ta cũng đã ngoài 30 Mà nói chưa có người yêu Tin được không nhỉ Hay anh ta đồng tính nhỉ Ôi trời đất ơi Tôi lại nghĩ ra cái quái gì thế này Liền tự tay gõ nhẹ đầu tôi một cái Xua đi suy nghĩ điên rồ vừa rồi Nếu anh ta biết tôi nghĩ như thế Có khi tôi lại bị ăn chửi Vì quá vô duyên Cảm Phúc và Yến nhìn tôi Rồi Yến hỏi Chị bị làm sao thế Nhìn anh Phúc rồi tự đánh vào đầu mình Hay là chị đang suy nghĩ gì về anh ấy đúng không bị yến hỏi như thế tôi đỏ mặt ngại ngùng nói ừ, không phải em chỉ nói cái thằng lao là giỏi thôi bậy bạ hết sức ơ ờ, thế sao chị đỏ mặt tôi lấp liếm ờ trời nóng chị lại mang thai nên nhiệt độ cơ thể tăng lên được chưa em nói vớ vẩn thế anh phúc lại cười cho nghe nói tôi có thai phúc cực lại nhìn tôi vài giây sau đó lại như không có gì mà bảo ờ yến nói vui thôi thảo đừng để bụng làm gì đánh con bé từ trước tới giờ hài hước như vậy mà anh chẳng nghĩ gì đâu vâng ạ tôi làm động tác đưa tay muốn ký đầu yến con bé lẻ lưỡi bảo em đùa thôi chị chỉ ăn hiếp em là giỏi cảnh tượng ba người chúng tôi vui vẻ lại vô tình bị lọt vào tầm nhìn của một ai đó khiến kịch tính của câu chuyện càng đẩy lên cao kết thúc một tuần du lịch ngoài đà nẵng tôi trở về lo thủ tục ly hôn tôi muốn nhanh chóng ly hôn để ổn định lại cuộc sống. Về đến nhà mẹ tôi ra đón, nhìn mẹ tôi có vẻ thấp thỏm lo lắng. Tôi thấy vậy liền hỏi: mẹ làm sao thế à? Mẹ tôi kéo vali cho tôi vào nhà. Lúc này chẳng thấy bọn trẻ đâu, tôi hỏi bà: tụi nhỏ đâu cả rồi mẹ? Bà thời dài bảo: thằng tú nó đón về nhà lúc trưa rồi, mẹ gọi báo cho con biết mà không có được. Nghe mẹ tôi nói, tôi thật sự lo lắng. đang lúc như thế này. Anh ta đón con tôi về có mục đích gì Tôi gấp gáp hỏi bà Anh ta có nói gì không mẹ Mẹ tôi đáp Nó nhắn lại Con về thì qua nhà gặp nó Thế là tôi gấp gáp trở về ngôi nhà Từng là tổ ấm hạnh phúc với tôi Anh ta đang bế cấu ngồi trên sofa Xem hoạt hình với thằng bé Nằm trong dự tính của Tú Thấy tôi anh ta nói với thằng bé Mẹ về rồi kia gấu Thấy hai bố con bên nhau tình cảm lòng tôi như bị kim châm. Tôi đã từng ao ước anh dành thời gian cho con. Nhưng trước đây là anh luôn bận rộn với công việc. Hiện tại anh lại bận bên người yêu cũ. Tôi nén xuống tiếng thở dài. Cô gấu nhìn tôi, hai mắt của cậu long lanh. Sáng vẻ này là nhớ mẹ lắm đây. Thằng bé trở xuống tay bố, lon ton chạy về phía tôi, miệng gọi. Mẹ, mẹ về với gấu rồi. Tôi bước vội đến bế con lên, hồn hít khắp mặt gấu, dùng động tác cọ mũi lên mũi gấu khiến thằng bé không nhịn được mà bật cười khen khách ôm con đến ngồi đối diện tú tôi hỏi anh ta bé sóc đâu tú vẫn nhìn tôi từ lúc tôi bước vào đến giờ nghe tôi hỏi anh ta đáp yến sang trở đi mua quần áo giày dép sách vở cho con bé còn hơn hai tháng nữa mới vào học nhưng yến nó cứ nhất quyết đòi trở đi mua tôi lấy trong túi ra bộ đồ chơi sắp hình siêu nhân đưa cho gấu Mẹ mua cho con thích không? Gấu ôm lấy bộ đồ chơi thích thú đáp. Con thích lắm ạ. Yêu mẹ Thảo nhất trên đời. Rồi cô cậu chu chu khép môi, hôn lên môi tôi. Tôi xoa đầu gấu rồi bảo. Gấu mang đồ chơi vào phòng giáp siêu nhân nhé. Lát mẹ vào với con. Vâng ạ. Con chào bố, chào mẹ. Con vào chơi siêu nhân. Tú mỉm cười nói với gấu. Ừ, gấu ngoan. Một chút nữa, bố sẽ vào giáp siêu nhân cùng gấu nhé. Đợi cô gấu vào hành trong phòng Tôi mới bắt đầu nói chuyện với Tú Tôi đi thẳng vào vấn đề Như tôi đã nói Chúng ta ly hôn Con tôi sẽ nuôi Một tháng anh được gặp con hai lần Tôi đã quyết như vậy Không có việc gì phải thương lượng nữa cả Tú nhìn tôi thật lâu Như nhìn xoáy vào tâm can tôi Sau đó anh ta hỏi Em đã suy nghĩ kỹ với quyết định này chưa Thảo Em đã làm mẹ Không còn là cô gái mới lớn Em nên suy nghĩ chính chắn đừng có bốc đồng như thế tôi cười khẩy bảo anh nói tôi bốc đồng so với những gì anh đã làm anh nghĩ quyết định của tôi là bốc đồng sao anh khẳng định lại lần cuối với em giữa anh với oanh không xảy ra bất kỳ mối quan hệ tình cảm trai gái nào anh thừa nhận sự trở về của oanh khiến anh có một chút rung động nhưng nó chỉ nằm ở cái giới hạn ấy sẽ tuyệt đối không bao giờ tiến xa hơn em làm ơn hãy tin anh có được không thảo một lần nữa tôi nhìn Tú đầy miệng mai đáp Anh Tú này Tôi bên anh bao nhiêu năm Chưa từng thấy ánh mắt anh nhìn tôi Đầy tình cảm như thế Cái cách anh nhìn chị ấy Tôi biết mình đã thua rồi Tôi không đòi hỏi bất kỳ điều gì ở anh Tôi chỉ muốn ly hôn để giải thoát cho cả hai Mong anh tôn trọng quyết định của tôi Em đừng ngang bướng Anh đã nói hết lời rồi Mà em vẫn không chịu hiểu sao hả à, Tháo Anh không bao giờ ly hôn Em thôi mơ mộng đi Tuyệt đối không, em hiểu chứ Tôi tức giận lớn tiếng nói Anh không ly hôn vì điều gì Anh không yêu tôi Anh hiện tại đang dây dưa với người cũ Anh một chân muốn đạp hai thuyền sao Tôi đã từng nói với anh Anh có thể không yêu tôi cũng được Vì tình cảm không thể gượng ép Nhưng phản bội tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ Tú không nói nhiều Anh ta đứng lên đi qua chỗ tôi ngồi Nâng cầm tôi lên Rồi trực tiếp hôn tôi mạnh mẽ Tôi mở to mắt nhìn Tú Không nghĩ anh ta lại làm thế Hai tay tôi ra sức đẩy Tú ra Nghĩ đến cảnh Anh ta cũng làm như thế với oanh Cơn buồn nôn ập đến khiến tôi khó chịu Tôi cắn mạnh vào môi của Tú Tú bất ngờ trước hành động của tôi Nhân lúc anh ta buồn lòng Tôi xô Tú ra rồi quát lớn Anh bị điên à Tôi không cho phép anh chạm vào tôi Tôi chê bẩn, anh hiểu chưa Hừ, bẩn sao Em còn dám nói ra câu này với tôi em đừng tưởng tôi không biết mấy hôm nay em ở ngoài đà nẵng em đã gặp gỡ ai hay là em vì tên đó nên muốn nhanh chóng ly hôn với tôi hả tôi tức nghẹn trước lời nghi ngờ vô cớ của tú anh ta thật trơ trẽn lỗi sai ở anh ta rành rành cuối cùng lại quy chụp phu cho tôi cái tội ngoại tình không nhịn được tôi dùng sức trực tiếp tắt mạnh lên mặt của anh ta đánh để cho anh ta tỉnh xa không phải muốn nói gì thì nói ăn có thể ăn bậy nhưng lời thốt ra tuyệt đối không thể nói bậy. Bởi vậy người ta mới nói, trước khi muốn nói điều gì, phải uốn lưỡi trước bảy lần, anh hiểu chứ? Trước giờ trong mắt Tú, tôi luôn là người phụ nữ dịu dàng, thậm chí chưa bao giờ nói lời nặng nhẹ với anh ta. Hành động này của tôi khiến Tú nhìn tôi đầy sừng sốt. Anh ta nhìn tôi mãi mới nói nên lời. Em, đánh tôi sao? Đúng lúc này mẹ chồng tôi sang. Phía sau bà ta còn có cả oanh Hai người bọn họ nhìn tôi như thể nhìn quái vật. Thấy cảnh tôi tát con trai bà ta, không nhịn được, bà ta lao về phía tôi, túm tóc tôi rồi trực tiếp tát mạnh vào mặt tôi nhiều cái. Vừa tát, bà ta vừa chửi rủa tôi. Cái ngữ đàn bà mất dạy, mày dám đánh cả chồng à? Con trai tao, cưng như trứng tử bé tới lớn, không nỡ để nó chảy sức miếng ra. Vậy mà mày dám đánh con tao? Cái thứ mày, ngay từ đầu tao đã ngăn cấm, không cho thằng Tú cưới mày rồi. Nhưng mày bỏ bùa nó, khiến nó không nghe lời tao. Loại như mày, cút ra khỏi nhà tao. Tao không có ngữ con dâu bố láo như mày. Vừa nói, bà ta vừa ra sức túm mạnh tóc tôi. Quanh phía sau vừa ngăn bà ta, nhưng lại cố tình đẩy tôi xuống. Chị ta nhìn tôi, đầy hả hê. Lúc này tôi mới ngăn bà ta, nhưng bà ta đang hăng máu. Càng ngăn thì bà ta càng túm chặt lấy tôi. Hành động quá nhanh, khiến tôi không kịp trở tay. Bà ta lôi tôi đứng lên, Do vừa bị đánh nên tôi bị mất thăng bằng mà ngã xuống, bụng tôi đập mạnh vào góc bàn. Một cảm giác đau từ bụng dưới chuyển đến. Một tay tôi ôm lấy bụng, còn một tay cố gắng đỡ bàn tay hộ pháp của bà ta ra. Cơn đau từ đỉnh đầu vào bụng dưới khiến tôi gần như kiệt sức. Lúc tú kéo được bà ta ra cũng là lúc tôi khụy xuống. Yến vừa về đến nhà thì thấy cảnh tượng trước mắt, hốt hoảng đến đỡ tôi dậy. Còn bé nhìn tôi thê thảm ngồi bệt dưới đất, yến cố gắng đỡ tôi lên vội vàng hỏi chị thảo chị có làm sao không tôi đau đớn đến nỗi mặt tái mét nói cũng không rõ lời chị chị đau bụng quá không sao em đưa chị đi viện chị chị đau lắm lúc này mẹ chồng tôi xen vào nó chỉ đóng kịch thôi chứ ai làm gì mà nó đau đớn như thế con danh chỉ diễn là giỏi yến không nhịn được hét lên mẹ im đi mẹ các người quá đáng vừa thôi Sau đó Yến nhìn Tú đầy ghét bỏ nói Còn anh nữa Anh làm chồng kiểu gì để mẹ đánh chị ra nông mỗi này Anh chỉ biết trơ mắt nhìn Mà không biết vào căn ngăn à Hay có con hồ ly ở đây Nên anh để cho mẹ và chị ta vũ nhục chị Thảo à Các người đúng là không phải là con người mà Yến tức giận đến nỗi Hai mắt đỏ lên như muốn khóc Tôi không chịu được nữa cất liệm trên vai của Yến Trong lúc mơ hồ tôi nghe Yến vẫn nộ quát Chị Thảo đang mang thai Cháu tôi mà có bất kỳ mệnh hệ nào Tôi tuyệt đối sẽ không để các người yên Kể cả mẹ con, con cũng không bỏ qua đâu Chưa thấy người mẹ chồng nào độc ác, cay nghiệt như mẹ Phận đàn bà với nhau Không ngờ mẹ lại sung túng cho con phò này Phá hoại hạnh phúc gia đình con trai của mẹ Còn anh nữa Đứng ngay ra đó làm gì Còn không mau cùng tôi Dìu chị ấy ra xe đi bệnh viện Hãy anh muốn một xác hai mạng Anh mới vừa lòng hả Khi tôi tỉnh dậy Cả người không một chút sức lực Tôi thấy mẹ tôi ngồi gục đầu trên giường Nắm chặt tay tôi Tôi cố gắng nuốt nước bọt xuống Yếu ớt nói Nước Thấy tôi tỉnh lại Mẹ tôi mừng rơi cả nước mắt Bà nhìn tôi nghẹn ngào khóc Mày quá con tỉnh lại rồi Bà lấy cho tôi một thìa nước Nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên Rồi đút cho tôi uống Uống được một chút nước Cổ họng tôi đỡ đau hơn Lúc này tôi mới sở xuống bụng Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống Tôi thều thào hỏi bà Con nằm đây bao lâu rồi? Còn con của con? Không sao Đến bệnh viện kịp lúc Cái thai không sao rồi con ạ à. Con hôn mê ba hôm rồi May quá con tỉnh lại Nếu không bác sĩ nói Sau hôm nay mà con không tỉnh Sợ rằng con sẽ sống như người thực vật Nghe được tin này Tôi cứ ngỡ như trên phim May quá tôi đã kịp lúc tỉnh lại Tôi đã trải qua một giấc mơ dài Trong mơ tôi thấy nhưng mình đang ở trong khoảng tối sâu thẳm không cách nào thoát ra được lúc tôi nhắm mắt muốn từ bỏ thì chợt nghe một tiếng gọi trong trèo của một đứa bé một đứa bé mang đôi cánh thiên sứ màu trắng phát sáng đang vẫy gọi tôi tôi vô thức đi theo đứa bé ấy đi mãi tôi thấy một tia sáng cuối cùng tôi ra sức chạy theo tia sáng ấy liền thấy một khung cảnh tươi đẹp đứa trẻ ấy chỉ tay về phía trước nói với tôi cứ đi về phía trước đừng bỏ cuộc sẽ tìm thấy bình yên. May mà con tôi không sao, hòn đá trong lòng tôi được đè xuống, tôi thở hắt ra. Tôi nghĩ thiên sứ trong mơ là đứa trẻ trong bụng tôi. Tôi xoa xoa bụng nói, "Cảm ơn con đã ở lại bên mẹ. Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ con được, khiến con chịu đau cùng với mẹ rồi. Xin lỗi con yêu." Mẹ tôi quay mặt đi lau vội nước mắt, bà xúc động nói, "Chỉ chậm một phút thôi." e là cả tính mạng của con cũng không giữ được tôi nhìn mẹ tôi mới có ba hôm mà bà ra đi cả vài tuổi tôi thương bà nhiều bà luôn lo lắng cho tôi tôi thề nhất định bọn họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra với mẹ con tôi sau một lúc nói chuyện với mẹ tôi thì tú vào thấy tôi tỉnh lại anh ta vội đến ngồi cạnh tôi rồi hỏi em tỉnh rồi à thấy trong người có sao không em nhìn tú lúc này tôi cảm thấy thật kinh tởm một cảm giác buồn nôn trào lên từ dạ dày tôi phải kìm lại để không phải nôn ra vô cùng khó chịu tôi phải nhanh chóng ly hôn với người đàn ông ghê tởm này nhớ lại chuyện vừa xảy ra bản thân càng căm ghét anh ta tôi không trả lời tú mệt mỏi nằm xuống nói với mẹ tôi mẹ ơi con mệt muốn ngủ một chút mẹ tôi hiểu ý nói ừ con vừa mới tỉnh lại còn yếu lắm sáng nghỉ ngơi một chút cho khỏe Vâng ạ à. Tù thấy tôi lơ Anh ta nở nụ cười gượng gạo rồi nói Thôi em nghỉ ngơi đi Anh lên công ty một lúc Chiều anh lại ghé Tôi không nói gì Nhắm hờ mắt lại tỏ vẻ không quan tâm Tù thấy vậy không nói gì thêm nữa Anh ta chào mẹ tôi rồi rời đi Cửa vừa đóng lại Tôi mở mắt ra Mẹ tôi dìu tôi ngồi dậy Ánh mắt tôi cầm phẫn nhìn theo hướng của anh ta rời đi Tôi nói trong uất nghẹn Con muốn ly hôn mẹ à Con không muốn thấy mặt anh ta thêm một giây phút nào cả Thấy anh ta là con thật ghê tởm Con bình tĩnh Đừng thích động ảnh hưởng tới sức khỏe Nghe mẹ nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi Tôi thật sự mệt mỏi Cả về thể chất lẫn tinh thần Cảm thấy cuộc sống của tôi Như mới hỗn độn Không cách nào thoát ra được Một lát sau thì Yến vào thay ca cho mẹ tôi Thấy tôi tỉnh lại Yến mừng lắm con bé vội hỏi chị thấy trong người sao rồi ừ, chị khỏe em đừng có lo không lo sao được chị có biết là lúc đó em sợ hãi thế nào không ừ, chị xin lỗi đã làm em lo lắng nhưng chị không sao rồi cũng may là em về kịp lúc nếu không không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa chắc là ông trời còn thương mẹ con chị hơ nói đến khiến em muốn điên lên em không thể hiểu nổi mẹ nghĩ gì mà lại làm như thế với chị cả ông tú nữa không thể chấp nhận được vừa nói mà hốc mắt yến đỏ hoe tội nghiệp chắc con bé lo lắng cho tôi nhiều lắm thấy tôi trầm tư yến hỏi chị đang nghĩ gì đấy không lúc này còn nghĩ gì ngoài việc nhanh chóng ly hôn hả em yến thở dài rồi đáp xem ra không thể cứu vãn được nữa rồi thôi đành vậy xem như anh chị hết duyên vợ chồng để em nhờ anh phúc lo vụ này cho chị cảm ơn em Xê, sì, ơn nghĩa gì? Em cay lão tu lắm rồi. Còn mụ oanh nữa. Cái thứ gì ta nói nó hãm không thể tả được. Chỉ có mẹ em, bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú, mới ngu muội như vậy. Thôi em à, em trách gì những lời cay nghiệt. Nghiệp của ai người đó gánh thôi. Chị tin luật nhân quả mà. Biết vậy, mà không làm gì được chị ta. Em thật sự không nuốt trôi cơn giận này. Tôi cũng chỉ biết thở dài ngong ngán. Đừng nói với Yến, Em nhanh chóng giúp chị làm thủ tục ly hôn Chị muốn càng nhanh càng tốt Em biết rồi Thôi chị nằm nghỉ ngơi đi Em đi mua ít cháo loãng cho chị ăn Ừ cảm ơn em Lại khách sáo rồi Thật may mắn tôi lại có được cô em chồng hiểu chuyện như thế Nằm một lúc tôi mệt mỏi Nên đã ngủ thiếp đi Trong mơ hồ tôi nghe tiếng lời cạch mở cửa Nghĩ là Yến Nên tôi không mở mắt ra nhìn Nhưng miệng vẫn hỏi Sao em về sớm thế? Sau câu hỏi, vẫn không nghe Yến trả lời. Tôi thầm nghĩ chắc do tôi còn mệt, nói không ra hơi, nên tôi hỏi nhỏ Yến không nghe thấy. Tôi nghe tiếng bước chân đi về phía tôi. Tôi vẫn nhắm nghiền mắt lại và tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa rồi. Em về rồi đấy à? Vẫn không nghe thấy câu trả lời. Cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi cố mở đôi mắt nặng chịu xa. Lúc này trước mặt tôi là một người tôi không bao giờ muốn thấy. Là chị Ai cho chị đến đây Chị ta vẫn nhìn tôi Cái nhìn khiến tôi cảm thấy ớn lạnh Tôi khó chịu nói Chị về đi Nơi này không hoan nghênh chị Chị ta hỏi tôi bằng một câu hỏi không liên quan Nghe nói cô có thai Là con của anh Tú Được cười Tôi có chồng cưới hỏi hợp pháp Không phải con chồng tôi Chả lẽ tôi giống như chị ta Đi mồi trái cấp chồng người khác để mang thai à Tôi khinh miệt đáp vì sao tôi phải trả lời câu hỏi của chị Tôi nhắc lại lần nữa Nơi này không hoan nghênh chị Mời chị về cho Chị ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấu cả con người tôi vậy Cơ thể tôi rất yếu Lại đang chuyển nước Nên lúc này mà đuôi co với chị ta Người chịu thiệt thòi sẽ là tôi Chị ta ngồi xuống giường Không muốn buông tha cho tôi Vẫn câu hỏi cũ Chị ta lặp lại Cô đang mang thai, con của anh Tú Thật sự tôi rất bực Chuyện tôi mang thai con của ai thì liên quan gì đến chị ta cơ chứ?" Tôi kìm nén cơn giận, cố bình thản đáp. "Liên quan gì đến chị? Tôi nhắc cho chị nhớ, tôi nằm đây cũng nhờ một phần công sức của chị đấy. Nhưng các người đừng có vội đắc ý, tôi có bằng chứng buộc tội các người cố ý gây thương tích." Nghe tôi nói, mặt chị ta biến sắc, nhưng rất nhanh, chị ta đã bình tĩnh hỏi tôi. "Chứng cứ thế nào? Tôi chẳng qua thấy bác Lan đánh cô." thì chạy vào căn ngăn thôi. Hơn nữa, chuyện trong gia đình, mẹ chồng đang giấu xích mích, xảy ra tranh cãi xung đột là chuyện bình thường. Gia đình nào chả thế? Cố tính hủ dọa tôi à? Cô còn non và xanh lắm Thảo à? Chị ta nói đúng, quả thật lúc đó tôi có quay video lại. Nhưng do các quay không rõ, nên không nhìn thấy chị ta có tác động vật lý đối với tôi. Nhưng tôi không thể để chị ta đắc ý như vậy được, nên vẫn mạnh miệng nói. Có hù dọa hay không thì đợi ngày ra tòa rồi hãy biết Thấy tôi nói cứng như vậy Chị ta có vẻ sợ thật Nhưng vẫn cứng miệng nói với tôi Tôi chờ xem cô làm được gì Tôi không muốn nói nhiều Chị về đi Chị ta còn định nói thêm với tôi Nhưng lúc này thì Yến đã về tới Thấy chị ta Yến nổi đoá lên quát Chị đến đây làm gì Cút ngay nếu không thì đừng có trách tôi Đôi lúc Tôi cũng thấy sợ của em chồng ghê gớm này Thật may mắn là tình cảm chị em tôi xưa nay vẫn rất tốt Không có mâu thuẫn xích mích gì xảy ra Anh cũng không muốn dây dưa với Yến Nên chị ta đành hậm hực ra về Lúc này tôi mới thấy thoải mái hơn một chút Yến hỏi tôi Chị ta có làm khó dễ gì với chị không? Tôi lắc đầu đáp Chị cảm thấy mệt mỏi thôi Em không nghĩ chị ta lại mặc giày như thế Thôi chị cũng đừng suy nghĩ cho mệt người Ngồi dậy ăn chút cháo cho khỏe Em hỏi bác sĩ rồi chỉ có thể ăn cháo loãng được. Miệng đắng ngắt, cổ họng khô khan. Tôi không muốn ăn gì, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi cố dậy ngồi ăn một chút cháo cho khỏe. Húp được năm muỗng cháo, tôi không thể nào ăn thêm được nữa. Thế vậy Yến bảo, Thôi, để em dọn, chị uống nước đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi nằm xuống theo lời Yến, Yến cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi bảo, Vụ ly hôn của chị, em làm đến đâu rồi? Chị muốn càng nhanh càng tốt Em nhờ anh Phúc rồi Anh Phúc đang liên hệ với bạn của anh ấy Làm bên luật hôn nhân gia đình với chị Cần cung cấp thêm thông tin gì Anh Phúc sẽ báo lại Ừ, mà Yến này Tôi ngập ngừng rồi tiếp tục hỏi Em, em có trách chị không? Sao em phải trách chị? Trong chuyện này chị đã cố gắng hết sức rồi Trách lão tú nhu nhược nhà em thôi Vợ đẹp con xinh không biết giữ thì chịu Cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị đã bảo rồi, đừng khách sáo với em. Dù chị làm gì, thì em vẫn luôn ủng hộ chị. Thôi, chị nằm nghỉ ngơi đi. Em về xem tụi nhỏ thế nào. Một lúc nữa, bác gái sẽ lên. Có gì cần, chị cứ gọi điều dưỡng nhé. Ừ, chị ngủ một lúc đây. Em về đi. Sau khi Yến đi, tôi nằm mãi vẫn không ngủ được. Nằm được một lúc, thì thấy Phúc đi vào. Anh ta cầm theo một sỏ quà trên tay. Thấy tôi định ngồi dậy, thì Phúc vội nói. Cô cứ nằm nghỉ đi Sức khỏe cô ổn định rồi chứ Tuy Phúc nói vậy Nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy Sửa vào thành giường bệnh Thấy tôi như vậy Phúc lại nói Đã bảo cô cứ nằm yên đấy Ngồi lên ngồi xuống làm gì cho mệt Tôi cười bảo Tôi không sao Cảm ơn anh đã đến thăm Anh đến là vui rồi quá cáp làm gì Có gì đâu mà Cô đã khỏe hơn chưa Tôi ổn À tôi có nghe Yến nói đã nhờ anh giúp tôi trong vụ ly hôn của tôi. Tình hình thế nào rồi anh? Thấy Phúc vẫn đứng, tôi liền bảo. Ừ, um, tôi sơ ý quá, anh ngồi đi, đừng có ngại. Lúc này Phúc mới ngồi xuống, gần cuối mép giường bệnh. Anh ta tình ý ngồi giữ khoảng cách với tôi. Sau đó Phúc đáp lời tôi. Hồ oh, sơ ly hôn của cô, tôi đã hoàn tất cho cô rồi. Chờ cô ký nữa là xong thôi. Chỉ là cô ly hôn đơn phương, hơn nữa trên hồ sơ cô yêu cầu nuôi con Không cần trợ cấp từ bố Tính tiết này lúc ra tòa Tòa án yêu cầu cô phải chứng minh Cô có khả năng về kinh tế Theo luật thì con gái lớn của cô đã gần 10 tuổi còn bé có quyền đưa ra ý kiến Muốn ở với bố hay mẹ Còn con trai cô dưới 3 tuổi Cô được quyền nuôi con Đây tôi có mang theo hồ sơ Cô xem lại một lần rồi ký Ngày mai tôi sẽ nộp cho cô Phúc lấy trong cặp táp ra bộ hồ sơ cho tôi xem Trong đó bao gồm đơn xin ly hôn đơn phương bản sao giấy khai sinh của hai con tôi bản sao căn cước của tôi tôi đọc lại một lượt rồi đặt bút ký xong tôi đưa lại cho tú tú nhận lấy cất đi rồi nói với tôi vì là ly hôn đơn phương nên sẽ lâu hơn so với ly hôn thuận tình hai bên trong quá trình xử lý vụ án tòa sẽ gọi cho chồng cô ba lần để lên giải quyết nếu cả ba lần anh ta đều vắng mặt thì tòa sẽ xử theo luật Cô cũng nên nhớ trong quá trình xử lý vụ án, anh ta có quyền kháng cáo về quyền nuôi con. Nếu anh ta đưa ra những bằng chứng, cô không đủ khả năng nuôi con. Tôi hiểu rồi, có gì nhờ anh giúp đỡ. Ừ, tôi sẽ cố hết mức có thể để cô ly hôn một cách thuận lợi nhất. Tôi mỉm cười thật lòng cảm ơn Phúc, một người xa lạ nhưng lại có những giây phút khiến tôi cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Khi tôi với Phúc đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Tú đi vào anh ta nhìn chúng tôi tỏ thái độ không vui, nhưng vẫn chào hỏi phúc. Anh mới tới à?" Phúc lịch sự đáp. "Tôi vừa tới." Tú gật đầu, sau đó để hộp cháo lên bàn rồi nói với tôi, "Em ăn chút cháo cho lại sức." Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Một chút vui vẻ cũng chẳng có khi gặp Tú, chỉ cảm giác chán ghét tới cùng cực. Nhưng tôi vẫn giữ thể diện cho Tú nói, "Anh để đó đi, khi nào đó thì tôi sẽ ăn." Tú vẫn nói, em ăn đi cho nóng để lát nguội không ngon tôi bảo anh để đó đi anh không đi làm sao có thời gian ghé tôi vậy ừ thì vợ anh nằm viện mặc dù bận rộn thế nào anh vẫn phải vào thăm em chứ không cần đâu anh về được rồi tôi muốn nghỉ ngơi tu vẫn cố chấp bảo em ăn đi đợi em ăn xong anh sẽ về tôi bực bội gắt lên anh tú này đừng có để tôi phải nói ra những lời không hay Tú nghe tôi nói xong, anh ta nhìn sang Phúc, ẩn ý nói Được người đàn ông khác quan tâm, em có vẻ lên mặt với tôi Lúc này Phúc mới lên tiếng Không phải ai cũng giống như anh đâu anh Tú ạ à? Tú lại hỏi Anh nói vậy là có ý gì? Phúc chỉ cười nhạt mà không đáp Lúc này Yến vào, thấy tình hình có vẻ căng thẳng Nhìn sang bên Tú, Yến hỏi Anh đến khi nào vậy? Anh mới đến Rồi Yến lại nhìn sang Phúc cười hỏi anh Phúc mới đến à? Ừ, em vào thăm chị Thảo à? Vâng ạ. À. Tú nhận thấy anh ta ở lại đây rất thừa thãi, nhưng không cầm lòng đi về, lại hỏi Yến. Em cho tụi nhỏ ăn chưa? Tụi nhỏ ăn xong ngủ gà rồi. Coi em chăm chị Thảo rồi, anh về làm việc đi. Ừ, em coi lấy cháo cho chị ăn. Thôi, anh về tối anh lại ghé. Trước khi đi, tú không quên nhìn Phúc cảnh cáo, hàm ý là người phụ nữ của tôi, anh chớ nên đụng vào. Phúc cũng không khách khí, đón nhận ánh mắt thách thức nhìn lại tú. Sau khi tú đi, lúc này Yến mới hỏi Phúc: Giấy tờ ly hôn xong cả rồi chứ anh? Ừ, đâu vào đấy cả rồi em mà. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. ơn nghĩa gì? nằm trong khả năng của anh, giúp được thì anh giúp. Thôi, hai chị em ngồi chơi, anh phải về còn công việc. Vâng, anh đi thong thả nhé. Chào anh. Đợi Phúc đi rồi Yến thở dài nhìn tôi hỏi Mệt mỏi lắm phải không chị Tôi nhẹ gật đầu Yến lấy cháo xong lên giường Ngồi cạnh tôi rồi nói Chị ăn một chút cho có sức Dáng qua thời gian này chị nhé Chị vẫn còn em mà Cố gắng lên vì đứa bé ở trong bụng chị nữa Tôi cầm tay Yến đáp Chị biết rồi cảm ơn em Chị ăn cháo đi này Tôi ăn gần được nửa hộp cháo Thì đã thấy no nên nhờ Yến dẹp hộ. Để lấy nước cho tôi uống, xong lại nói với tôi. Em nghe mẹ nói, nếu đi hôn bà sẽ nuôi cu gấu. Bà kiên quyết lắm chị ạ. À? Bất cứ giá nào, chị cũng sẽ giành quyền nuôi tụi nhỏ. Một gia đình đang hạnh phúc lại thành ra như thế. Em chạy hiểu nổi cha tú nghĩ gì nữa. Thôi em à, xuyên vợ chồng chị đã cạn. Không trước thì sau, cũng sẽ ly hôn. Sự xuất hiện của chị ta cũng giống như giọt nước tràn ly mà thôi. Em với Bảo dạo này thế nào rồi? Em về đây vậy, công việc có gì bất ổn không? Anh Bảo đi công tác nước ngoài rồi chị à? Em đang trong thời gian nghỉ phép, chị yên tâm. Ừ, thấy em vất vả vì chị quá, chị ngại lắm. Ôi, chị lại thế rồi, còn khách sáo là em giận chị đấy. Thôi, chị nghỉ ngơi đi, em về chở bé sóc đi học. Ừ, lo cho tụi nhỏ hộ chị nhé. Vâng, em về tại nhà hàng huỳnh khang tôi đang dùng bữa trưa với oanh oanh nhẹ giọng hỏi tú việc ly hôn giữa anh với thảo tới đâu rồi ạ à? tôi đang gắp thức ăn chợt khựng đũa lại nhìn oanh nói chuyện của em à ai cho phép em có quyền xem vào chuyện gia đình anh oanh ngỡ mức nói em em cũng muốn cho con mình có một gia đình trọn vẹn thôi như vậy là em sai sao anh đã nói rồi anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn với thảo thảo cũng đang mang thai con của anh anh không thể bỏ mẹ con cô ấy được hơn nữa chuyện em có thai là việc xảy ra ngoài ý muốn em nên ăn phận thì hơn oanh biết tính của tú không thể cứng rắn nên cô ta nhẹ giọng mềm mỏng nói anh sao biết được cái thai của cô ta có phải là của anh không em nói cái gì cơ anh bình tĩnh em có cái này cho anh xem nói xong anh lấy điện thoại ra đưa cho Tú xem tấm ảnh. Nhìn vào ảnh, mắt Tú đỏ lên vì tức giận. Bàn tay run rẩy muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Thấy cảnh này, anh nở một nụ cười hiểm ác. Tú giận dữ hỏi. Sao em có được tấm ảnh này? Tháng trước em đi công tác ở Đà Nẵng. Tình cờ chung khách sạn nên em chụp được. Em định gửi cho anh xem. Nhưng sợ anh bảo em đặt điều vu khống cho em ấy nên thôi. Nhưng này em ấy lại có thai. Em chỉ sợ anh đổ vỏ cho thằng khác. Hèn gì, cô ta kiên quyết đòi ly hôn. Chắc muốn chơi trò lặt mềm buộc chặt với anh. Hoặc giờ anh biết chuyện đáng xấu hổ của cô ta, nên muốn ly hôn trước. <laughs> Đúng là đồ đàn bà lăng loàn, chắc nết mà. Oanh lại nói. Anh cứ từ từ tìm hiểu lại xem mà Biết đâu lại hiểu lầm thì sao? Hiểu lầm làm sao? Trước chứng cứ rảnh rành thế còn gì? Chuyến này cô ta không xong với anh đâu. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Anh này, ăn xong anh chờ em đi nhé tối giờ em cứ đau bụng nhưng biết anh bận rộn nên em không dám gọi giọng nói ngọt ngào mềm mại của oanh khiến tú cũng nguôi ngoai phần nào anh ta xoa nhẹ bụng oanh rồi nói cũng may còn có em ở bên anh em có gì thì cứ gọi cho anh không phải ngại con là ưu tiên hàng đầu biết chưa vâng em biết rồi ạ à. ừ ăn xong anh trở đi khám từ hôm đó không thấy tú ghé viện thăm tôi cả mẹ chồng tôi cũng thế một cú điện thoại hỏi thăm cũng chẳng có Tôi cũng chẳng hy vọng gì ở bà ấy Nằm viện được 7 hôm Thì tôi ra viện Yến giúp tôi thu dọn đồ đạc Rồi chở tôi về nhà mẹ tôi Nằm viện có một tuần Mà tôi thật sự nhớ bọn nhỏ Tôi nhờ Yến chở tụi nhỏ sang cho tôi gặp mặt Nhưng mẹ chồng tôi chỉ cho tôi gặp bé sóc Còn cu gấu Bà tuyệt đối không cho tôi gặp Tôi liền gọi cho bà nói chuyện Alo Mẹ, Chiều nay con sẽ sang đón cô gấu Mẹ chuẩn bị đồ của thằng bé giúp con Mẹ chồng tôi nghe thế Thì làm ầm lên Thằng bé ở với tôi Chả đi đâu cả Cái ngữ đàn bà đi theo trai như cô Lấy quyền gì về bắt cháu tôi Mẹ nói năng cho đàng hoàng nhé Mẹ lấy bằng chứng gì bảo con theo trai Con chỉ thông báo cho mẹ biết vậy thôi Chiều con sẽ sang đón cháu Nghe tôi nói thế Bà ta lại gắt lên Tôi bảo không là không Cô đừng lắm mồm nếu không thì đừng có trách tôi Tôi chẳng muốn nhiều lời với bà ấy liền nói Nếu mẹ muốn còn gặp cháu Thì để chiều con sang đón thằng bé về Mẹ muốn gây khó dễ Thì gặp nhau tại tòa Lúc ấy con sợ ngay cả nhìn thằng bé cũng khó Cô, cô, cô dám hù tôi Hù hay không Lúc ấy mẹ khắc biết <laughs> Được rồi Đúng là con đàn bà cay độc Nói xong bà ta cúp máy đầy bực dọc Kiến nghe được cuộc gọi thì cũng không khỏi cau mày cảm thán. Em không ngờ mẹ lại như thế. Thật đúng là hết thuốc chữa mà. Không sao, chị chịu được. Em cất hành lý vào phòng hộ chị nhé. Chị đi rửa mặt. Đến chiều tôi sang đón cu gấu. Lúc này yêu anh cũng ở đây. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đón cu gấu về. Nhưng khi bế con, tôi thấy gương mặt thằng bé nhợt nhạt, tím tái. Nước mắt vẫn còn ướt nhem trên mặt. Tôi vội hỏi bà. Cu gấu sao vậy mẹ? Bà ta ấp úng nói ờ uh, không sao lúc nãy tôi đi lấy cháo cho thằng bé cậu anh trong hộ còn bé chơi lỡ tay làm ngã thằng bé tôi coi rồi chả sao cả chắc là gấu giật mình khóc hoảng vậy thôi nghe vậy lòng tôi nhói đau thương con vô cùng tôi biết cô ta cố tình để ngã thằng bé nghĩ đến một ngày nếu tôi không giành được quyền nuôi con ở với cô ta cô ta sẽ hành hạ thằng bé ra sao tôi gườm cô ta rồi hỏi mẹ chồng tôi Cô gấu té, có bị đập đầu xuống đất không mẹ? Mẹ không giữ được thì gọi con, sao lại để người ngoài giữ? Lỡ như gấu có chuyện gì thì sao? Trẻ con sao biết câu la được? Oanh lúc này tỏ vẻ đáng thương nói. Ờ, thật chị không cố ý. Chị đang bế thì gấu tự trồm ra trước, lấy siêu nhân. Bé cứ dãy nên ngã, không có đập đầu xuống đất đâu. Chị có đỡ bé, tay còn trúng cách bàn đấy này. Vừa nói, chị ta còn đưa cánh tay đang sướm máu, cố ý cho tôi xem. Thấy vậy mẹ chồng tôi liền nói Con bé nó đã nói thế rồi Cô một vừa hay phải thôi Con cô cũng là cháu tôi Chả lẽ cô thương con Còn tôi không xuất cháu à Lúc này tôi cũng vừa đi làm về Nghe ồn ào từ ngoài cửa Anh ta đã hỏi Chuyện gì vậy mẹ Mẹ chồng tôi kể cho Tú nghe sự việc xảy ra Tưởng anh ta sẽ quan tâm xem cô gấu thế nào Nhưng anh ta lại ôm oanh Rồi lo lắng nói Em ngã có sao không không cẩn thận, lỡ con bị gì thì sao? Nghe Tú nói, cả tôi và mẹ chồng tôi đều há hốc mồm để kinh ngạc. Tôi không nghe lầm chứ. Chị ta thật sự có thai với Tú rồi sao? Sau một lúc ngây ngốc, mẹ chồng tôi hấn hở ra mặt, vội cầm tay oanh hỏi. Ờ, thật sao? Con có thai rồi, sao không nói cho bác biết sớm? Oanh ngập ngừng đáp. Ờ, con ngại ạ. À? Ôi sao, cái con bé này, chuyện vui thế không bảo với bác, ngại cái gì mà ngại. Tôi nhìn bọn họ, cảm giác mẹ con tôi ở đây chỉ thêm dư thừa. Vốn dĩ bà ta không thích tôi, trong lòng bà ta luôn mong muốn bằng là con sơ của bà ta. Nay thêm việc chị ta mang thai, không sớm thì muộn, trong mắt bà ta cũng chẳng còn xem cu gấu là đứa cháu bảo bối như bà ta vẫn thường nói. Nhìn thằng bé ôm chặt cổ tôi, ánh mắt vẫn ướt nhèm, lòng tôi chợt dâng lên niềm chua xót. Không muốn cắt ngang sự vui vẻ của bọn họ, nhưng trước khi ra về Tôi vẫn theo phép lịch sự mà chào tạm biệt mẹ chồng tôi Chiều tối rồi Con xin phép mẹ Để cô gấu về bên nhà Nói xong không đợi bọn họ phản ứng Tôi nhanh chóng bế cú gấu đi ra ngoài Đến cổng thì tú nắm lấy cánh tay của tôi Tôi chẳng hiểu anh ta có ý gì Liền không vui hỏi Anh muốn gì Cô với Phúc là các quan hệ gì Tôi chẳng hiểu anh ta muốn nói gì Nhưng không muốn ở đây đối co với anh ta nên tôi vội nói không liên quan gì tới anh buông ra tôi phải về rồi tôi dùng lực sàng khỏi tay tú lúc này anh đi xa nói anh tú em đau bụng nghe oanh nói tú buông lỏng tay ra lợi dụng lúc này tôi vùng ra rồi đi thẳng ra xe không ngoảnh đầu lại về đến nhà yến cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều tôi ôm cu gấu đi tắm xong ra bàn ăn yến cũng dọn sẵn ra bàn không thấy sóc tôi hỏi yến bé sóc đâu em lúc chiều đi học về con bé đói bụng em lấy cơm cho ăn xong con bé lên phòng học rồi chị à chị về nhà rồi sao mẹ có làm khó gì chị không ăn xong đi chị dỗ cô gấu ngủ rồi chị kể chuyện này cho nghe chuyện gì mà bí mật vậy chị một lát nữa em sẽ biết chị làm em tò mò ghê ấy tại phòng khám tư nhân sản khoa. Anh cầm lấy tờ giấy siêu âm trên tay, đưa cho Tú xem. Anh xem này, con được 12 tuần rồi đấy. Tú cầm tờ giấy trên tay như đang suy tư điều gì rất lâu. Anh ta không nói thành lời. Thấy Tú với vẻ mặt thất thần, Oanh lay lay Tú rồi hỏi. Anh sao vậy? Tú đang nhớ về lần đầu anh được làm bố. Anh cùng Thảo đón nhận với vẻ mặt hân hoan hạnh phúc. Nghe Oanh gọi, Tú vội trả lời Ờ, uh, không có gì. Bác sĩ có dặn gì thêm không? Dạ, bác sĩ bảo ba tuần sau tái khám anh ạ. À. à. bác sĩ kêu cho em bao nhiêu loại thuốc bổ, anh xem này. Vừa nói, anh vừa dơ cả bịch thuốc cho Tú xem. Lần đầu anh được làm mẹ, nên trên gương mặt cô ta không giấu được vẻ vui sướng. Tú cũng phụ họa, gật đầu thêm với anh, sau đó liền chở cô ta về. Chị nói cái gì cơ? Tôi cười nhạt hỏi Yến, làm gì mà em bất ngờ ghê vậy? Chị nói, chị ta có thai thật sao? Chính ta chị nghe anh em nói thế, không nhầm được đâu. Đúng là hồ đồ thật mà, chả hiểu lão Tú nghĩ cái quái gì nữa. Chị chẳng quan tâm. Có khi con mụ oanh, giờ trò cũng nên. Mụ ta là người tinh danh như thế. Em không tin lão Tú dù có hồ đồ cũng không làm ra chuyện động trời như thế. Chuyện của bọn họ như vậy cũng tốt. Đây cũng là lý do để chị và anh ta nhanh chóng đi hôn À, cũng tối rồi, hay em ở lại đêm nay với chị? Mẹ chị đi chùa ở lại qua đêm. Ở một mình chị cũng buồn. Vâng, thế cũng được. Chị, em hỏi thật chị, chị còn tình cảm với lão Tú không? Tôi trầm ngâm một lúc trước câu hỏi của Yến, sau đó chậm rãi trả lời. Ừm, uhm, chị không biết, cảm xúc lúc này của chị là gì nữa. Mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng và có chút đau đớn chị nghĩ chị nên buông tay kết thúc mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn yến xúc động nhìn tôi chị thật mạnh mẽ nếu em là chị có lẽ em sẽ không vượt qua được em không dám nghĩ một ngày nào đó nếu như anh bảo phản bội em em sẽ như thế nào nữa ơ ờ, khỉ gió chuyện của chị sao có thể đánh đồng sang em được ăn nói xả lơ không à ơ ờ, chị cũng bắt chen tiktok nhanh nhỉ ăn nói xả lơ sao lại nói gì Nói xong, hai chị em tôi nhìn nhau cười. Mặc kệ ngày mai có ra sao, tôi vẫn còn những người tôi yêu thương bên cạnh. Trưa hôm sau, khi trong nhà chỉ còn mình tôi, thì bất ngờ Tú xuất hiện. Tôi không biết Tú đến nhà tôi với mục đích gì, nhưng có vẻ anh ta đã say. Tú đến ghế ngồi xuống, tay anh ta nới lòng cà vạt rồi nói với tôi. Cho anh xin cốc nước. Tôi lặng lẽ đến bếp, do cho Tú cốc nước đặt lên bàn, rồi ngồi đối diện với anh ta, Tôi uống một hơi cạn ly nước rồi nói Cảm ơn em Cấu ngủ rồi hả em Ừ Im lặng một lúc tôi hỏi Anh đến đây có việc gì không Túng ngửa đầu lên ghế Nhắm mắt như nghĩ ngợi gì đó Rồi anh ta hỏi tôi Thảo này ly hôn với tôi em thật sự sẽ hạnh phúc chứ Tôi không hiểu vì sao tôi lại hỏi như thế Nhưng rất nhanh tôi đã trả lời anh ta Có lẽ Tôi không biết hai chữ hạnh phúc anh nói là gì Nhưng thật lòng tôi đã từng hạnh phúc khi ở bên anh Được làm vợ, làm mẹ hàng ngày chờ anh đi làm về Cầm nước cho bố con anh Với tôi như vậy đã là rất hạnh phúc Tùy có những lúc Tôi cũng mệt mỏi áp lực từ phía mẹ anh Nhưng nghĩ đến anh và con Tôi đều dễ dàng vượt qua Nghe tôi nói Tú mở mắt ra nhìn tôi Đôi mắt anh ta chứa được nhiều cảm xúc Mà tôi không cách nào diễn tả được Sau đó Tú nói xin lỗi em. Bà tử này nghe từ chính miệng của Tú nói ra, không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt. Tôi không biết vì sao tôi lại khóc, có lẽ trong lòng chứa được quá nhiều âm ức. Đến lúc nghe được lời xin lỗi chân thành từ người mà tôi từng thương, có lẽ vì vậy mà trái tim từng chừng như đã trai sạn của tôi trở nên thổn thức. Tú đứng dậy, quỳ dưới chân tôi, tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Em đừng khóc, anh thật sự xin lỗi em Bao năm qua đã phải để em chịu nhiều ấm ức Hiện tại anh càng trở nên khốn nạn hơn Khi đã phản bội em Làm người phụ nữ khác mang thai Nhưng anh thề thảo à Anh thật sự rất yêu em Nhưng nhìn em phải chịu được bao tổn thương Anh không muốn ích kỷ giữ em lại bên mình Anh biết anh tồi tệ Nhưng với oanh Anh không có cảm giác gì Anh thậm chí còn không biết cô ấy mang thai khi nào Tôi gặt tay tú xa tự lau nước mắt rồi nói anh đứng lên đi tôi không trách anh tôi hiện tại chỉ muốn bình yên kiếm tiền cho con nếu anh còn chút tình nghĩa ngày xưa tôi mong anh hãy để tôi được quyền nuôi con anh bây giờ cũng đã có con với người anh yêu rồi đừng tranh giành với tôi có được không vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào mắt tú với ánh mắt cầu xin xen lẫn sự mong đợi mặc dù tôi biết trước tòa tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giành quyền nuôi con nhưng tôi muốn trước khi ra tòa tôi với tú thỏa thuận trong êm đẹp trước sự mong đợi của tôi tú không chút do sự gật đầu điều này khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng tú lại nói anh có một điều kiện anh nói đi miệng nó không quá đáng tôi đều đồng ý anh muốn khi rảnh rỗi anh sẽ đến thăm con dĩ nhiên anh được quyền thăm con tôi không ngăn cản quyền làm bố của anh dù chúng ta không còn là vợ chồng nhưng việc anh là bố của các con tôi đó là sự thật hiển nhiên Thảo Anh còn có một vấn đề muốn hỏi em Anh cứ nói đi Nếu tôi biết tôi sẽ trả lời thật với anh Tú do sự một lúc Nửa muốn mở lời Nửa lại không Có vẻ như câu hỏi của anh ta rất khó nói Thấy Tú như vậy tôi cau mày gắt Anh có thắc mắc gì Thì cứ việc hỏi Gì mà cứ ngập ngừng ấp úng mãi Thật ra câu hỏi này có chút tế nhị nhưng thật lòng anh muốn nghe từ chính miệng em thừa nhận Ban đầu tôi còn nghĩ Tôi muốn hỏi về mối quan hệ giữa tôi với Phúc Nhưng nghe xong câu hỏi của anh ta Tôi lại ngây ngốc như không tin vào tay mình Mà dững sờ nhìn Tú Cây thai trong bụng em Có phải của anh không? Tôi nhìn rất lâu vào mắt Tú Vẻ mặt tôi không giấu nổi sự thất vọng Tôi không trả lời Tú Mà nói với anh ta Anh về đi Rồi thời gian sẽ trả lời câu hỏi của anh thấy được gương mặt không cảm xúc của tôi tôi thấy có lỗi anh ta tự trách đáng lẽ ra không nên hỏi như thế tôi cũng không bận lòng về vấn đề này nữa trước giờ nhân cách phẩm hạnh của tôi như thế nào tú là người hiểu rõ nhất nhưng hôm nay anh ta hỏi ra câu này chứng tỏ anh ta đã không còn tin tưởng tôi nữa tôi lại nói thôi anh về đi tôi còn nấu ăn cho bọn nhỏ ừ anh về bước chân tú nặng nề ra đến cửa Tôi đi theo phía sau tiễn tú Rồi dặn khóa cổng lại Nghĩ đến tôi có hơi bất cẩn ở nhà một mình Mà cửa nèo lại không kỹ lưỡng Tú chợt dừng lại Rồi nói với tôi Anh có thể Ôm em lần cuối được không Tôi thấy đòi hỏi này của Tú Không có gì quá đáng Dù sao tôi với anh cũng từng là vợ chồng Tình nghĩa cũng gần chục năm Một cái ôm xem như lời chào tạm biệt Tôi nhẹ gật đầu Tú liền ôm chầm lấy tôi Tôi và anh ta đứng yên lặng như thế Bao lâu rồi Chúng tôi chưa từng thân mật gần gũi như thế nhỉ Một cái ôm quen thuộc Người đàn ông tôi từng dùng cả thanh xuân để yêu Đến lúc này chúng tôi lại không thể cùng nhau đi đến suốt kiếp Tôi nhắm nhẹ đôi mắt Tận hưởng giây phút ngắn ngủi cuối cùng Bên người tôi từng xem là tất cả Trách rằng duyên mỏng Nên tình chẳng thể sâu nặng Thôi thì thầm chúc cho anh một đời an yên tôi không nghĩ cái ôm thay lời tạm biệt đơn giản như thế lại gây ra cho tôi một mối hiểm họa khôn lường sau này đến ngày xa tòa không hiểu sao tú lại không đến gọi điện thoại anh ta toàn thuê bao tôi ngồi chờ rút hết cả ruột gọi cho yến thì yến lại bảo tú đã đi từ sớm rồi nhưng tôi chờ mãi mà chả thấy tú đâu nên phiên tòa đánh hoãn lại xử sau mười lăm ngày nữa tôi ra về mà tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu mãi đi ra khỏi tòa, đến một hốc cây to. Tôi đứng đợi taxi, thì Tú mới gọi cho tôi. Anh ta bảo anh có dấu hiệu xảy thai về nhập viện. Tôi nghĩ anh ta chẳng dám đem chuyện an nguy của anh ra để mà làm trò đùa. Vì vậy, tôi cũng thông cảm cho Tú, nên nhắc nhở anh ta 15 ngày sau sẽ ra tòa xử lại. Tôi cũng không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, sau đó cúp máy. Nghĩ đến cái thai trong bụng tôi cũng đã hơn 3 tháng. Hôm nay bác sĩ hẹn tôi đến viện để siêu âm đo độ mở ra gáy cho thai tôi một lần nữa gọi cho Yến nhờ Yến đón bé sắp dùng tôi lúc sáng tôi đi taxi đến tòa do sức khỏe của tôi còn yếu một mình tôi đi xe máy không tiện Yến thì bận việc nên tôi không tiện nhờ mẹ tôi lo lắng cho an toàn của tôi nên bắt tôi đi taxi bà mới yên tâm đang đứng đợi taxi thì bất ngờ có một chiếc xe con đỗ bên cạnh tôi hạ cửa kính xe xuống người ngồi bên trong đảo phúc anh ta hỏi tôi Thảo đang đợi ai vậy tôi đợi taxi đi đâu tôi chở đi giờ cũng gần chưa trời nắng thế này đứng một lúc lại say nắng tôi cũng không phải kiểu người hay e ngại chuyện nào tôi thấy trong khả năng tôi sẽ không từ chối phúc mở cửa xe phía trước ghế phụ cho tôi tôi lên xe anh ta lịch sự nhắc tôi thảo cái dây an toàn vào đi đâu tôi chở anh chở tôi tới bệnh viện phụ sản nhé em bé lại bị làm sao à thảo ừm không Tôi đến theo chỉ định khám của bác sĩ thôi ạ à. à tôi biết rồi Hôm nay ngày tòa xử phải không Thảo Sáng nay tôi bận công việc Nên không đến tham gia được Kết quả sao rồi Vâng nhưng tòa hoãn lại ngày khác rồi anh ạ à. Do anh Tú có việc gấp Nên không tới được Hay anh ta lại đổi ý không muốn ly hôn nữa Tôi lắc đầu bảo Ừ um, không anh ta có việc thật Nói chuyện một lúc Cũng đến bệnh viện Tôi xuống xe nói lời cảm ơn Phúc, rồi quay đầu đi vào trong. Phúc nói với tôi. Cô tới chỗ mát kia, chờ tôi một chút. Cũng không biết Phúc định làm gì, nhưng nghe theo lời anh ta, tôi đến đứng gần chỗ cổng bảo vệ. Khoảng 5 phút sau, tôi thấy Phúc tới, tôi bất ngờ hỏi. Anh đi đâu vậy? Tôi đi cùng cô, dù sao tôi cũng dành cả buổi chiều. Như vậy thì phiền anh lắm. Không phiền, đi thôi, sắp trễ giờ rồi. Thôi, cũng đành vậy. Anh ta thích thì tôi cũng không cản. Do tôi đặt lịch hẹn khám trước nên cũng không phải chờ lâu. Khám xong lúc chúng tôi trở ra. Đang đi thì cô lao công do vội vàng nên suýt đụng vào tôi. May mắn phúc bên cạnh, nhanh tay đỡ lấy tôi, nếu không tôi đã bị ngã. Tôi dối rít cảm ơn Phúc, nếu không nhờ anh ta, cái thai trong bụng tôi có lẽ sẽ gặp nguy mất. Một màn này vô tình lại bị tú nhìn thấy. Anh ta tiến về phía chúng tôi hỏi. Trong bệnh viện, nơi công cộng, hai người làm gì ôm ấp nhau thân mật, chẳng ra thể thống gì cả. Mà Thảo này, tôi với cô chưa chính thức ly hôn, mà cô vội gấp cáp tìm đàn ông thế kìa. Tim tôi còn giật thót treo lơ lửng trên ngọn cây vì sự việc vừa rồi. Nghe tú mỉa mai, tôi giận quá cáu lên. Gấp cáp cái đầu nhà anh, tôi có phải loại người như anh đâu mà vơ đũa cả nắm. Cô lao công cũng giật mình vì sự bất cần của mình. Cô vội vàng xin lỗi tôi nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch vì sợ hãi tôi cố mỉm cười nói với cô còn không sao cô ạ à, cô đừng lo ờ xin lỗi tôi gấp quá do cháu tôi đi học bị ngã chật tay ở trường cô dám mới gọi cho tôi tôi vội quá nên suýt đụng ngã cô cô mà có gì tôi mang tội cả đời vừa nói cô lao công vừa rưng rưng nước mắt tôi không nỡ trách cô nên nói còn không sao thật thôi cô về xem cháu cô thế nào rồi Ờ, vậy tôi về trước cô nhé. Cảm ơn cô. Vâng, cô về đi ạ. À. Sau khi chào cô lao công, tôi qua lườm tú rồi nói. Anh nghe cô ấy nói gì rồi chứ? Bớt suy diễn lại giúp tôi. Nơi trốn đông người, làm ơn ăn nói, phải biết nghĩ. May là giờ này không có ai, nếu không họ cưới cho thối mũi. Tôi biết mình hồ đồ, nên hỏi sang chuyện khác. Cô đi đâu tới đây? Bệnh viện phụ sản, không vào khám thai, chả nhẽ khám thần kinh. Mà anh ở đây Vậy chị ta cũng nằm điều dưỡng ở đây à Ừ tôi đi mua cháo Vậy anh đi nhanh đi Còn đến đây làm gì Tú do so dự một lúc rồi hỏi tôi Thảo Có phải cái thai là của Trong tình huống này tôi biết Tú nghĩ gì Nhưng không muốn giải thích Đơn giản là người muốn hiểu Mình không cần phải nói nhiều Tôi đáp Tùy anh nghĩ tôi về trước đây Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến chị ta nói xong tôi đi thẳng không thèm quay đầu phúc lặng lẽ đi sau tôi còn tú thì vẫn đứng đó nhìn theo tôi đến khi tôi mất hút sau ngã rẽ trong bệnh viện oanh chờ mãi chưa thấy tú về định gọi điện thoại cho tú thì tú đi vào thấy oanh tỉnh lại tú hỏi em dậy khi nào cũng hơn nửa tiếng rồi anh đi đâu mà lâu vậy à tú nghĩ không phải lúc nói đến chuyện vừa gặp thảo nên tú nói đại một lý do à Quán cháu đông, anh phải xếp hàng chờ. Em đói chưa để anh lấy cháo cho em ăn. Em hơi nhạt miệng, anh lấy hộ em cốc nước. Tú rót một ít nước ấm vào ly, đưa cho anh. Sau khi đút cháo cho anh ăn, tôi nói. Em nghỉ ngơi đi, anh lên công ty có việc. Một lát nữa mẹ sẽ ghé chăm em, xong việc thì anh vào. Vâng, anh đi xe cẩn thận à. Ừ, anh đi nhé. Đợi Tú đi, anh nằm trên giường nhớ lại cảnh Tú ôm Thảo Bàn tay cô ta vô thức siết chặt Oanh biết Tú ở bên cạnh cô ta Chỉ vì trách nhiệm Chứ không phải do Tú còn tình cảm với cô ta Nhưng Tú không hề biết Cái thai này cũng không phải của Tú Cô ta làm đủ cách Để Tú tin vào việc cô ta có thai với anh Bằng mọi giá Cô phải giữ Tú lại bên cạnh Quá khứ cô ta đã để mất Tú Hiện tại Tú vừa có tiền lại có quyền Không dễ gì cô ta buông tha con mồi béo bở như vậy được Đang suy nghĩ thì mẹ Tú đẩy cửa đi vào Và nhiều ớt ngồi dậy Thấy vậy bà ta vội đến đỡ Oanh nói Cháu cứ nằm đấy Khổ thân mới mang thai lần đầu Lại bị như thế Ôi sao cháu của tôi quá Oanh trong lòng mắng mỏ Bà già chết tiệt Suốt cuộc bà chỉ biết lo cho cháu bà Còn tôi sống chết bà chả quan tâm Đợi tôi bước chân vào nhà bà Lúc ấy xem tôi xử bà thế nào Nghĩ như thế nhưng bên ngoài anh vẫn sẵn là với mẹ Tú Cháu đỡ rồi bác ạ à. Cháu làm phiền bác Cháu ngại quá Nhưng mà cháu ở đây thân cô thế cô Không biết nương nhờ ai cả Oanh nói trong nghẹn ngào Khiến mẹ Tú xúc động mà mắng yêu Bố khỉ nhà cô Sợ cô đang mang trong mình giọt máu của nhà họ võ Sao lại nói mình đơn độc được Mà lúc nào rồi còn gọi tôi là bác hử Thế cháu phải gọi là gì cho phải phép ạ à? Gọi mẹ Tôi nghe xem nào oanh nghe vậy trong lòng mừng như điên nhưng vẫn giả vờ tỏ ra khó xử mà nói ấy chết lỡ anh tú nghe được anh lại không vui trách cháu bác ạ à? mà bác biết đấy anh tú vẫn còn yêu thảo nhiều chẳng qua anh đến với cháu vì trách nhiệm thôi hừ <laughs> còn nhắc con danh ấy làm bác thêm bực thật bác chả biết chấm nó được cái điểm nào chả hiếu sao thằng tú nó lại cưới về mà thôi bác bảo con sao thì con nghe vậy đi đâu thử gọi mẹ tôi nghe xem nào Oanh cúi mặt cười đắc ý Không ngờ mụ già này lại ngu ngốc như vậy Cô ta vừa ngại ngùng gọi Mẹ Nghe được tiếng gọi mẹ còn ngọt hơn mật đường của Oanh Mẹ Tú cười tích cả mắt Mà cầm tay cô ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nói Con dâu ngoan Yên tâm Mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu Oanh cũng biết nắm lấy thời cơ Ôm lấy mẹ Tú rồi nghẹn ngào Con cảm ơn mẹ Thật may mắn con có phúc phần được làm sâu của mẹ có gì con còn chưa hiểu Nhờ mẹ chỉ dạy thêm ạ Bà ta nghe vậy thì mắt hết cả ruột gan Vỗ nhẹ lưng oanh rồi bảo Làm dâu mẹ Con chả cần làm gì Chỉ cần sinh cho mẹ một đứa cháu trai bụ bẫm Vậy là làm trọn đạo con dâu của mẹ rồi Vâng thưa mẹ À mẹ này Con có một chuyện không biết con nên nói với mẹ không Con sợ mẹ biết chuyện Lại suy nghĩ thêm mệt người ạ à? Chuyện gì con cứ nói đi Chuyện là vậy này mẹ Con cho mẹ xem cái này Nói xong anh lấy điện thoại Cho mẹ Tú xem bức ảnh của Thảo đi vào khách sạn cùng Phúc Sau đó cô ta lại nói Thảo đang mang thai Con sợ cái thai không phải của anh Tú mẹ à Nghe xong Cương mặt bà ta đỏ bừng lửa giận Đùng đùng bộc phát Khiến bà ta chửi sủa Không nghĩ nó lại lăng loàn mất nết như vậy Chuyện này mẹ sẽ không dễ dàng để yên cho con khốn nó đâu Oanh nhếch miệng cười cay độc thảo tôi xem lần này cô chết chắc đấu với tôi sao cô còn non và xanh lắm mẹ tú từ bệnh viện trở về đi thẳng qua nhà tôi lúc bà ra đến thì tôi đi vắng mẹ tú đi vào nhà mẹ tôi cũng từ bếp đi ra thấy bà ta mẹ tôi cười hỏi chị lan mới sang chơi à mẹ tú nghe vậy thì liền bĩu môi đáp chả dám tôi sang đây xem tình hình của con dâu quý hóa của tôi thế nào Nghe bảo đang mang thai Mà con của ai chứ chả phải của thằng Tú nhà tôi Mẹ tôi nghe thế liền nói Chị nói vậy là sao Chị nói rõ ràng tôi nghe xem nào Nói như vậy còn chưa rõ ràng hay gì Cái ngữ đàn bà lăng loàn chắc nết Chưa thôi chồng đã mèo mả ga à đông Tôi chưa cho nó một trận Đã là may mắn cho nó rồi Mẹ tôi không nhịn được nên tiếng bảo Nè chị Lan Tôi tôn trọng chị nên gọi chị một tiếng chị Còn tôi có như thế nào hơn ai hết chị là người hiểu rõ Nó về làm dâu chị hơn 10 năm nay Nó có tròn bổn phận dâu con hay không Chị rõ hơn ai hết Còn chị là phận người trên Đối xử với con dâu không ra gì Suốt ngày đi bêu dếu con dâu với người khác Người ta nói tránh voi trả xấu mặt nào Nhưng con gái tôi không làm gì trái đạo luân thường Bị mẹ tôi nói trúng tim đen Nên mặt bà ta biến sắc Nhưng bà ta vẫn cứng miệng mà bảo Tốt gì cái ngữ chữa hoang ấy Miệng chị không sạch sẽ Đề nghị chị về cho Nghe mẹ tôi đuổi thẳng Bà ta thẹn quá hóa giận Chỉ tay trước mặt mẹ tôi rồi chửi Hơ, bà tưởng bà ngon à Con gái bà thối còn hơn cả mắm tôm Mà tưởng là vàng bạc à Để tôi xem, tròm xóm sẽ nói gì Cái loại con gái hư thân mất đếp như con bà Bà đan Bà mau cút khỏi nhà tôi Nơi này không hoan nghênh bà Tôi không định nói Nhưng cũng do bà chỉ trích con gái tôi thậm tệ Nên là một người mẹ Tôi buộc lòng phải ra mặt thay con gái tôi con trai bà thế nào? Chả phải ra ngoài ngoại tình cũng làm người ta trở ảnh ra con gì. Tốt đẹp lắm sao mà chê con tôi. Trước khi nói người khác và hãy xem lại đống xác ở trên đầu mình đi. Giờ thì mời bà về cho. Xin lỗi, không tiễn. Bà Lan trước giờ toàn chửi đồng người khác. Chưa bao giờ bị bẽ mặt như hôm nay. Bà ta tức muốn học máu mồm mà không làm gì được. Đành nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi nhà mẹ tôi. Đến chiều tôi về thì nghe mẹ tôi kể lại sự tình tôi gọi điện thoại kể cho yến nghe yến cũng chỉ biết tặc lưỡi ngao ngán trước sự ngang ngược của mẹ mình mấy hôm sau oanh ra viện được tôi đón thẳng về nhà để tiện việc chăm sóc phải nói chị ta có thai được mẹ chồng tôi cưng chiều hết mực nào thì cơn bưng nước sót tận miệng thích ăn gì mẹ chồng tôi đều nấu cho ăn nghe yến kể lại mà tôi không khỏi thấy chạnh lòng nhưng thôi phúc ai thì người nấy hưởng tôi không muốn so sánh làm gì quá khứ đã qua thì cứ để nó khép lại một cách bình thản ấy vậy mà để tôi toàn gặp sóng gió không ngừng hết chuyện này đến chuyện khác xảy đối với tôi chẳng khác nào như một thước phim quay chậm tại nhà bà lan trong phòng oanh thừa lúc không có ai ở nhà chị ta nhìn ngó xung quanh một lúc rồi lén nghe điện thoại của ai đó em nghe em đã bảo rồi đừng có chủ động gọi cho em nhỡ đâu bị phát hiện là tiêu đấy đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng nói đầy khả ố của một gã đàn ông. Tại anh nhớ cục cưng thôi, lâu rồi em cũng không gọi cho anh, anh tưởng em quên anh rồi chứ. Em mới nằm viện về, con của mình có dấu hiệu dọa sẩy, lúc đó em gọi cho anh có được đâu, lúc em cần chả thấy anh đâu, bấy mà còn có anh Tú, nếu không thì... Anh xin lỗi, tại anh bận đi công tác đổi xuất, mà em không sao rồi đúng không? Em đó, nhớ cẩn thận một chút. Sao nào, Cục cưng có nhớ anh không đáng ghét nói anh nghe xem em có nhớ anh không nào hay bây giờ anh đến gặp em nhỉ anh bị hâm mà đến có mà chết vậy em sắp xếp gặp anh đi ngày mai ở khách sạn cũ nhé oanh do dự một lúc rồi đồng ý bảo vâng mai 8 giờ khách sạn cũ ạ à? lúc này tiếng đẩy cửa đi vào khiến oanh giật mình đánh rơi cả điện thoại ánh mắt tối nhìn oanh không lộ ra cảm xúc nhưng oanh cảm nhận một khí thức bức người khiến oanh không thở được oanh lắp bắp hỏi anh anh về lúc nào vậy tú đứng dựa người vào cánh cửa khoanh tay trước ngực chậm rãi trả lời oanh vừa lúc nghe được cuộc điện thoại của em nghe vậy oanh sợ đến xanh mặt vội vã chạy khỏi giường đến trước mặt tú hai tay giữ chặt cánh tay của tú nói anh anh em giải thích chỉ là chỉ là hiểu lầm thôi em thật ra em Em... Cô có gì muốn giải thích cứ nói đi Tôi vẫn đang nghe Oanh không biết nói gì lúc này Sự thật đã qua rõ ràng Khiến cô ta không lời nào có thể biện minh Oanh chỉ biết ngây ngốc nhìn Tú một lúc Sau đó cô ta quỳ xuống Ôm lấy chân Tú khổ sở cầu xin Tú ơi Em sai rồi Anh tha thứ cho em lần này có được không Là là em bị người ta cưỡng ép Đúng chính hắn ta đã cưỡng ép em Em không làm gì có lỗi với anh cả Em yêu anh, anh biết mà Im miệng Loại như cô cũng xứng đáng Để nói ra chữ yêu sao Oanh, tôi thật không ngờ con người cô Lại tha hóa như vậy Oanh ngày xưa, cô gái hồn nhiên ngây thơ Tôi biết đâu rồi hả Giờ đây cô là người phụ nữ đầy thủ đoạn Khiến tôi kinh tởm Cô mau thu dọn đồ, cút ra khỏi nhà tôi Oanh nghe vậy Lập tức đứng dậy, ôm lấy tú thật chặt Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt Nhưng không kém phần xinh đẹp Cô ta không ngừng van xin Anh, anh cho em một cơ hội nữa thôi Em xin anh, mong anh niệm tình cũ Mà tha thứ cho em lần này Của anh Tôi thừa nhận lúc mới gặp lại cô Tôi đã có chút rung động Nhưng đó chỉ là sự rung động nhất thời về mối tình đầu đã qua Tôi ý thức được tôi là người đã có gia đình Nên tôi luôn tìm cách né tránh cô Nhưng không ngờ cô lại gài tôi Tôi nghĩ cái thai lạc của tôi Nên tôi mới có trách nhiệm với mẹ con cô Tôi không dám nghĩ cô lại lừa tôi như thế Tôi hỏi cô, có phải đêm hôm đó tôi chưa hề đụng vào người cô đúng không? Oanh càng siết chặt lực tay, ôm tú như thể cô ta sợ, chỉ cần nới lỏng tay, tú sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô ta vậy. Cô ta nghẹn ngào hỏi lại. Có phải em nói thật, anh sẽ tha thứ cho em? Tú im lặng không trả lời Oanh. Oanh bị thường đáp. Đúng vậy, đêm đó giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Nghe được câu trả lời này, tú thở phào nhẹ nhõm cuối cùng anh không làm gì có lỗi với thảo anh gỡ tay oanh ra xoay người đối diện oanh tay tú nằm lấy bà vai oanh nhìn trực diện vào đôi mắt ngập nước của oanh kiên định nói có những việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ có những thứ không thuộc về mình cưỡng cầu cũng vô dụng cô đi tìm bố của đứa bé đi tôi tin anh ta sẽ chịu trách nhiệm với cô mong cô hạnh phúc nửa đời sau tú nói xong Vừa đi ra cửa thì gặp bà Lan mới đi chợ về Thấy oanh khóc lóc khổ sở Còn Tú thì lạnh lùng quay đi Bà Lan không hiểu gì vội hỏi Tú, sao thế con? Sao con bé oanh lại khóc lưu loa thế kia? Bầu bì mà khóc như thế Thì sẽ không tốt cho thai nhi Tú nói Mẹ thu dọn đồ đạc hộ anh đi Từ hôm nay cô ấy sẽ không sống cùng chúng ta nữa Nghe vậy bà Lan liền hỏi Đi là đi thế nào? Nó là con dâu của mẹ đang mang thai cháu nội của mẹ không ở đây thì đi đâu được chứ tú quay lại nhìn oanh nói cô nói hay là muốn tôi nói em em bà lan gắt lên chuyện gì nói cho mẹ nghe mau sốt hết cả ruột cô không nói được thì để tôi nói thật ra cái thai mà oanh mang không phải của con bà lan háo mồm nhìn tú nói không thành tiếng còn còn nói vậy là sao nói rõ mẹ nghe con đã nói rõ ràng rồi Mọi chuyện mẹ tự tính đi Con đi có việc Tú dứt lời thì quay đi Mặc kệ ở phía sau Oanh gào khóc gọi tên Tú Bà Lan sau khi trấn tĩnh xong Đi tới trước mặt Oanh Không kiêng rè mà tắt thẳng vào mặt cô ta Còn khốn Mày dám lửa tao sao Uổng công tao xem mày như con dâu Đối xử tốt còn hơn cả con ruột Vậy mà mày đối xử với mẹ con tao như thế Mày làm vậy mà xem được à cái con khốn nạn Bà ta vừa gào, vừa đánh mạnh vào người oanh. Nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác, khiến oanh không chịu được, mà túng lấy cổ bà ta, rồi đẩy ra. Cú đẩy có lực, khiến bà ta không đứng vững, mà ngã sóng xoài xuống đất. Cô ta lúc này cũng không phải giả vờ ngoan hiền, mà lộ ra con người thật. Bà già điêu ngoa, tôi nhịn bà đủ rồi. Tôi nói cho bà biết, tôi không như con thảo ngu ngốc kia, để bà mặc sức hành hạ. Trong mắt tôi, bà chả là cái thá gì. Không phải vì anh Tú Bà nghĩ tôi chịu nhún nhường trước mụ giá cây độc như bà sao Bị oanh bật lại Khiến bà ta chỉ biết ngồi thừa ra nhìn oanh Như không tin được Đây là người con dâu mà bà ta đích thân chọn Oanh đang bực bội Nhìn thấy bà ta ngã Chân tay dớm máu trông thật kích nhác. Oanh càng khinh thường mà nói Tránh ra Rồi bà ra thân kinh Nói rồi cô ta đi thẳng một mạch ra cửa Cũng không quan tâm đến việc thu dọn hành lý Bà Lan ngồi đó vỗ mạnh vào ngực nói trong nước mắt đầy hối hận đáng đợi tôi mà dầu hiển cháu ngoan không biết quý lại đi rước cái thứ hổ ly tinh kia về mà cung phụng thảo ơi mẹ sai rồi còn tha thứ cho mẹ thảo ơi tôi đang bế cu gấu trên tay tú vừa tới đã xuống trước mặt tôi nói thảo em cho anh cơ hội sửa sai được không em chúng ta không đi hôn có được không tôi nhìn tú không hiểu chuyện gì đã xảy ra liền nói anh đứng lên rồi nói có chuyện gì vậy việc ly hôn chúng ta đã thống nhất rồi anh đừng nói năng linh tinh nữa nghe vậy tôi nắm lấy tay tôi siết chặt nói thảo nghe anh là anh có lỗi khi không lo cho em luôn làm em buồn thất vọng nhưng từ giờ trở đi sẽ không có chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa em cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm nha em tôi hất tay tú xa nói lại lần nữa anh đứng lên rồi nói chuyện đừng có để con thấy rồi lại không hay. Tú vẫn quỷ như thế rồi nói, anh với anh không hề xảy ra quan hệ nào cả, cô ta có con với người khác, cái thai đó không phải của anh. Tôi kinh ngạc nhìn tú hỏi, anh vừa nói cái gì? Sao lại có chuyện như thế được? Anh đã ngủ với cô ta nhưng anh lại không biết sao? Lúc này tú lấy trong túi ra một đoạn ghi âm cho tôi nghe, mặc dù nghe rõ không sót một từ nào, nhưng tôi không do dự nói. Anh tú, tôi đã từng cho chúng ta rất nhiều cơ hội, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều lần rồi. Tôi cũng không còn hy vọng gì cả, chỉ mong bình yên sống cùng các con thôi. Anh về đi, sau này đừng tìm tôi nữa. Tôi nói xong thì liền đi lên phòng khóa cửa lại. Tôi nói vọng ở phía sau. Dù có như thế nào, anh tuyệt đối không bao giờ đánh mất mẹ con em đâu. Những ngày sau, tú đều tìm cớ qua nhà tôi, nhưng ngoài việc để anh ta gặp con, tôi không có bất kỳ giao tiếp nào mẹ tôi cũng qua nhà xin lỗi mẹ tôi và tôi về những hành vi sai trái bà đã làm với tôi tôi cũng không oán trách gì hơn nữa tôi nghĩ sống ở đời hận thù ganh ghét chỉ làm bản thân miệt hơn nên không có bất kỳ oán giận gì với bà ta tôi với dòng dõi nhà họ võ sau ngày mai cũng không còn bất kỳ ràng buộc dây dưa gì nữa hôm ra tòa tú lại cho tôi leo cây tôi đang đợi taxi thì có một chiếc xe đổ xuống cạnh tôi. Chưa kịp đợi tôi phản ứng thì rất nhanh tôi đã bị hai tên lao ra chụp lấy tôi lên xe. Sau đó bọn chúng chụp khăn có thuốc mê lên mũi tôi để tránh tôi kêu la. Tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên nền đất lạnh trong một khu nhà hoang bỏ trống. Trước mặt tôi một gương mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng đôi mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh. Cô ta nở nụ cười hiểm ác nói. Tỉnh rồi sao? Chị, tại sao chị lại bắt tôi? chị có biết bắt giữ người trái phép Là hành vi sai trái không Vừa dứt lời Tôi đã bị ăn ngay một cú tát như trời sáng Im ngay con xanh Chết đến nơi rồi còn ra mồm Tôi bị tát đến đỏ sát một bên mặt Dù đau đớn Nhưng tôi chỉ biết trơ mắt Nhìn chị ta oán trách Nếu không tại mày Anh Tú sẽ không bỏ tao Chị vô lý vừa thôi Tôi thì có liên quan gì Lại một cái tát giòn tan Hai bên má tôi lúc này sưng phù, in hẳn rõ cả năm dấu ngón tay của chị ta để lại. Tao nói cho mày biết, thứ con oanh này không có được, thì mày cũng đừng hòng có. Mặc dù đau đớn, nhưng tôi không nhịn được mà hét lên. Chị điên rồi, mau dừng cái trò điên khùng này lại. Chị ta thích thú, thưởng thức gương mặt đầy tức giận, xen lẫn sợ hãi của tôi và nói. Rất nhanh, tao sẽ cho mày xem tiết mục đặc sắc. Chị định làm cho gì? Quanh cầm dao trên tay Dí lên gương mặt tôi Cười lên đầy đáng sợ nói Đừng có vội Chó hay còn ở phía sau Oanh sờ lên bụng cô ta Như nghĩ ra gì đó rồi lại nói Tôi quên Cô đang mang thai nhỉ Nhắc đến con tôi lại sợ hãi Rụt người lại Chị muốn gì thì nhắm vào tôi Đừng có làm hại con tôi Tôi xin chị đấy Lúc nãy còn lớn mồm lắm mà Giờ biết sợ rồi sao Cô muốn tôi tự tay giành bụng bóc nó ra Hay để cho hai tên này chơi cô đến chết nó Ai gã đứng bên cạnh chị ta Nhìn tôi với ánh mắt thô tục Tôi biết hôm nay Mẹ con tôi sẽ lành ít giữ nhiều Chỉ có phép màu mới có thể cứu được mẹ con tôi Nhưng đây là hiện thực Không phải như chuyện cổ tích Tôi biết có xin sò cũng vô dụng Nếu như bị chúng làm nhục Tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn Chứ tuyệt đối không làm cho bản thân ô uế Đúng lúc này Tú xông vào quần áo sộc sạch, mồ hôi nhễ nhại. Và nhìn Tú, cười ấy nhếch miệng nói. Nhanh vậy đã đến rồi sao? Cô định làm gì? Thả thảo ra, có gì cô nhắm vào tôi? Oanh vỗ tay, tỏ về tán dương nói. Tốt, thâm tình, tôi thích. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Anh thắng, tôi sẽ thả hai người đi. Còn nếu thua, cả hai. À, tôi nhầm, cả ba sẽ bỏ mạng tại đây. Cô điên rồi Tôi còn gì để mất chứ Sự nghiệp con cái Chả phải vì các người mà tiêu tan sao Ở đây tôi mới có quyền quyết định mọi chuyện Luật chơi như vậy Có ba lần chơi Trước tiên tôi sẽ treo cô ta lên Trong vòng một nén nhang Anh đánh gục hai tên đàn em của tôi Rồi nói tiếp Nói xong cô ta ra hiệu cho hai tên kia Treo tôi lên trên sàn ngang Chúng không treo cao Mà treo cách chân tôi với mặt đất khoảng 50cm Xong việc Cô ta ra hiệu cho hai tên đàn em xông lên Đánh hội đồng Tú Tú là dân xây dựng Cũng có chút võ nghệ Nên tránh được các đòn tấn công của bọn chúng Nhưng cũng không cầm cự được bao lâu Rất nhanh Tú đã bị bọn chúng đánh gục Anh ta nằm dưới sàn Tú gắng gượng ngồi dậy Nhìn Tú vì tôi mà bị bọn chúng hành hạ Tôi đau lòng không nguôi Không đợi Tú đứng vững Một tên nhảy lên Một cước đạp mạnh vào bụng Tú Tên còn lại dùng cây gậy sắt Tùm lấy tóc Tú vừa định bồi một cú vào đầu tú thì công an ập vào hai chiến sĩ công an chĩa súng về hai tên đàn em bọn chúng không dám chống cự đưa tay đầu hàng một chiến sĩ khác nhắm súng về phía oanh cô ta điền tiết chửi lên anh dám gọi cảnh sát vậy hôm nay bồi táng cùng nhau đi dứt lời cô ta vung dao đâm tôi nhưng rất may chiến sĩ công an đã nhắm chuẩn bắn một phát súng lên bả vai của cô ta khiến con dao rơi xuống oanh đau đớn ôm lấy bả vai run rẩy kịch liệt ngã xuống chiến sĩ công an nhanh chóng thả tôi xuống rồi khống chế cô ta cả ba đã bị tóm gọn bắt về đồn tú được đưa vào viện với tình trạng nguy kịch thương thích đầy mình đã trôi qua một tháng nhưng tú vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại bác sĩ nói nếu đêm nay anh ta không tỉnh thì khả năng cao sẽ trở thành người thực vật ngồi bên giường bệnh nhìn sắc mặt tú trắng bệnh gương mặt hốc hát đi nhiều tôi thấy sót cho anh ta Tôi đã vì mẹ con tôi mới nằm ở đây, nếu không có anh ta, e là mẹ con tôi đã không còn trên đời này nữa. Nhớ lại những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, vui buồn đều có, tình cảm 10 năm, nói một câu buông bỏ không có nghĩa là hết. Tôi tự hỏi, nếu Tú không tỉnh lại thì tôi sẽ phải làm như thế nào? Tuy mẹ anh nói không trách tôi, nhưng trong mắt bà ấy hiện lên chút oán giận. Vì dù sao anh ta cũng là con trai độc đinh của nhà họ Võ. Tôi không nhịn được hai hàng nước mắt nóng hổi vô tình rơi xuống một bàn tay của Tú. Cứ như vậy nước mắt không nhịn được thì nhau rơi xuống. Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt. Tú, chỉ cần anh tỉnh lại, em bằng lòng tha thứ cho anh. Tôi cúi đầu nước nở không thành tiếng. Lúc này tôi cảm nhận trên đỉnh đầu có một bàn tay xoa nhẹ lên đầu tôi. Được tay rất nhẹ, tựa hồ như có như không. Tôi ngước lên nhìn người đàn ông đã nằm đây hơn một tháng đôi mắt anh ta mở nhẹ nhìn tôi cố gắng nở nụ cười nói trong khó nhọc đừng khóc có anh ở đây rồi tôi vui mừng ôm chầm lấy anh mà quên rằng trên người anh còn gặp kim chuyển nước Tôi nhịn đau khẽ nói em mưu sát chồng em đồ xấu xa em ghét anh ngoan anh xin lỗi được rồi đừng nói nữa để em đi gọi bác sĩ Tôi nắm vội tay tôi Em tha thứ cho anh rồi, đúng không? Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của Tú, khẽ gật đầu. Tú cười mãn nguyện nói. Cảm ơn em vì tất cả. Tú tự nhủ thầm, lần này anh sẽ yêu Thảo như cái cách mà Thảo từng yêu anh. Các bạn vừa nghe xong tập cuối bộ truyện mới của tác giả Tường Vi Đỏ trên kênh truyện hay 3S. Hãy bình luận về câu nói mà bạn yêu thích nhất trong truyện nhé, để lắng nghe những câu chuyện mới nhất các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo xin chào và hẹn gặp lại